Ok, thế thì chỉ sợ là sau đấy nó còn một buổi nữa thì không biết là bên ban tổ chức thế nào. Cái thứ nhất, cái thứ hai là hiện tại trên Zoom với lại trên Facebook cũng bắt đầu giảm rồi đúng không? Nhưng lúc đầu mình thấy hai bên có thể lên tới gần 200 nhưng bây giờ thì giảm nhiều rồi. Nên không biết là các câu hỏi các bạn có câu hỏi có còn ở đây không để tham gia thảo luận. Nên Vâng, trước hết thì mình có thể trao đổi ngay bàn tròn trong nhóm 5 người cũng được đấy. Sau đó là các bạn. thế thì mình nếu như mình duyệt qua thì cái lượng câu hỏi nó cũng không 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 quá nhiều. Thế thì mình làm luôn ha, khoảng nửa tiếng gì đó cho xong luôn nếu như mà Vâng. các bạn không mệt. Ok thì thế thì mình đi lại một số câu hỏi từ đầu cho Tân. Tân vẫn còn đấy đúng không Tân? Anh Long ơi, em xin phép một chút. Thực ra thì slide của người này đã bổ trợ cho người kia rồi. Nếu mà mình kết nối lại là cũng ra khá khá vấn đề rồi. Thời gian thì ít. Theo em thì nên mời một số anh khác chia sẻ một chút. Ví dụ như anh Linh này, rồi các anh khác, anh Huy, anh Bảo Sơn, những thứ mà ở đây, anh Ngọc Anh, những người đấy chia sẻ thì cũng thêm nhiều thông tin cho anh em học hỏi. Mục đích là vậy, phải không ạ? Nhưng mà còn khách hàng thì sao? Có đáp ứng yêu cầu của khách hàng không? À, Vậy tức là là nếu mà có câu hỏi của người ngoài ban tổ chức thì anh cứ đặt câu đúng hỏi rồi, với gọi các là khách hàng là ưu tiên hàng đầu đúng không? đúng nhất là Client chúng first đúng ta không? sẽ Đấy là ý kiến của em thôi, tùy các anh ạ. thống nhất À, là mỗi một câu hỏi thì chúng ta sẽ dành cho diễn giả trả lời và không có cái mục thảo luận ở phía sau, tránh làm đúng rồi, dài. câu hỏi rất nhanh thôi. Ví dụ như bên Tân thì có một số câu hỏi mình có thể thăm tất lại một số câu hỏi chính, ví dụ như ở lúc mà Tân trình bày cái vết nứt ở trong cái dầm dầm đỉnh á, dầm bo á, Vâng. thì có một số bạn thắc mắc là cái vết nứt đó là do gì. Tân có thể ước lượng được không, nứt ngang hay nứt dọc hay là có thể nêu một chút về cái ý kiến là về nguyên nhân không? Em cũng có đọc cái comment câu hỏi của bạn ấy, thì bạn ấy trong cái câu hỏi của bạn ấy, bạn có hỏi là nứt do co ngót hay là do tải trọng, và có quan sát được vết nứt ngang ở trên tường vây hay không. Đấy, thì nó có hai ý là như vậy. Để trả lời câu hỏi này của bạn thì đối với cái dự án này thì thực tế mà mình quan sát thì không có cái vết nứt ngang. Bởi vì cái lý do ở đây tức là cái hố đào này nó không phải là nó có 3 tầng hầm, thì không phải là nó được đào cho hết 3 tầng hầm, mà người ta đào hết cái tầng hầm số 1, đất của tầng hầm số 1, hoặc là một phần của đất tầng hầm số 1. Đấy, và người ta thi công sàn song song, tức là đào đến đâu thì người ta thi công sàn đến đấy để khóa những cái góc chết, để tránh những cái chuẩn bị của cái góc. Đấy. Thế nên là khi mà nứt ở cái dầm đỉnh của từng tầng vây rồi thì ở bên dưới thì gần như là vẫn còn đất ở tầng hầm B2 và B à, từ 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 B1 trở xuống, từ xuống 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 dưới thì nó vẫn còn đất, thì nó trống. Đấy, thế nên là cái áp lực đất ở bên ngoài thì chủ yếu là nó cho cái phần tường vây ở phía hầm B1 thôi. Đấy. Và thứ hai nữa là nếu như mà bạn quan sát ở khi mà so sánh các cái profile ấy, của các cái chu kỳ ở đây thì mình đo 10 chu kỳ ấy, thì nếu như mà ở dạng là hố đào mở thì cái profile đấy nó cái chuẩn bị ở đỉnh tầng vây đấy nó sẽ càng ngày càng lớn. Đấy, nhưng mà ở đây thì phương pháp thi công ở đây là đào semi top down và đào đất theo giai đoạn. Thế nên là cái profile là đầu tiên ở đến chu kỳ thứ ba là lớn nhất, thì khi mà đào xong hết đất ở tầng hầm B1 thì cái chuẩn bị đỉnh ở tường vây tại cái vị trí mà tiếp giáp với cái khối nhà dân đấy nó là lớn nhất. Sau đấy thì khi mà cái tầng hầm nó đã được khóa rồi, các cái góc tường vây nó đã được khóa rồi thì và đào đất xuống B2 và B3 thì lúc đó thì cái giá trị chuẩn bị ngang lớn nhất của thân tường vây nó không còn nằm ở đỉnh nữa, mà ở đỉnh thì nó sẽ có xu hướng nó trả về phía ngoài, và cái phần ở phía dưới cái khu vực đào đất nó sẽ có xu hướng là bị chuẩn bị ngang vào phía trong công trình.
trả lời như vậy. Và để xác định nguyên nhân thì bên mình đánh giá thì nó có hai cái nguyên nhân chính. Một là nguyên nhân do co ngót của bê tông, bởi vì ngoài những cái vị trí mà nứt dọc theo phương đứng đấy của trên cái đoạn đỉnh tường vây đấy, thì đối với những cái vị trí mà người ta để cái lỗ chờ ấy, để cho khi người ta thi công đấu cái dầm vào, cái dầm của cái sàn hầm vào ấy, thì những cái vị trí đấy thì ở phía trên khi mà người ta có cái khoảng hở thì nó không nứt, và nó lại nứt thẳng xuống cái vị trí mép ở cái ô hình chữ nhật đấy. Đấy thì đó là một cái nguyên nhân thứ hai nữa thì chắc chắn đấy rồi, đó là do cái chuyển vị ngang của tường vây dưới cái áp lực đất ở phía ngoài tác động vào đấy, do là khi mà mình giải phóng cái đất ở phía trong công trình. Và em xin hết. Ok. Anh Long. Alo. Vâng. Cho em hỏi bởi vì cảm ơn anh Tân đã cho cái thông tin về cái case study này 1 và 2. Thì em chỉ hỏi là bọn anh có cái công cụ nào để kiểm tra cái giả thiết này không ạ? Cái công cụ đấy thì là một là mình có cái kết quả đo cái chuyển, bởi vì cái có ở phía dưới thì có một cái bạn hỏi thêm đấy là nói rõ hơn về các cái chu kỳ theo dõi này. Đấy thì cái chu kỳ theo dõi này thì nó thực ra nó là một cái phương án kỹ thuật hay là một cái đề cương kỹ thuật mà nó dựa trên cái quy trình thi công phần ngầm và quy trình thi công đào đất, tức là sẽ quy định là đào đất xong giai đoạn nào thì phải quan trắc luôn đấy, chứ không phải là mình lại quan trắc lệch ra so với cái quy trình thi công. Không, ý mình muốn hỏi là ví dụ là bây giờ có hai giả thiết, nguyên nhân đó là co ngót và cho chuyển vị ngang ấy, thì nó là nguyên nhân của cái vết nứt, thì có cái công cụ nào để chứng minh là đây là hai nguyên nhân của cái vết nứt này không? Đấy. Công cụ để chứng minh hai nguyên nhân, công cụ là theo hiểu theo ý, tức là ví dụ là theo nghĩa là chứng minh, theo hiểu là có cái chứng minh nào một cách khoa học không, hay là chỉ là quan sát bằng mắt thôi, đúng không? Ý nghĩa hỏi là cho tôi đúng rồi. Vâng, ví dụ anh mô phỏng lại hay là đo, hoặc là đo kiểu đo lại thì trên một cái thực market ra thì hoặc... cái việc mô phỏng thì nó hoàn toàn khả thi để xảy ra, để làm được thôi đấy. Nhưng mà cái việc là ở đây thì cái mục tiêu trong cái việc khảo sát nứt và theo dõi hay là quan trắc vết nứt này thì nó không phải đi tìm nguyên nhân, bởi vì một cái thực tế rằng là không phải như ở các cái đơn vị kiểm định ở nước ngoài, ở một số nước như bên Pháp hay là bên Hàn Quốc, một số nước thì cái vai trò của đơn vị kiểm định người ta đóng vai trò là trọng tài, thì ở Việt Nam thì các cái đơn vị kiểm định không đóng vai trò là trọng tài đấy. Thế nên là một cái đơn vị kiểm định họ như bên mình rất là thận trọng khi mà đưa ra một cái kết luận mang tính chất chủ quan, bởi vì khi một cái công trình nó đã bị nứt rồi thì không, đơn vị kiểm định không phải là một cái nhà thầu mà thường trực ở cái dự án hay cái công trình đó, mà đơn vị kiểm định sẽ đến khi mà cái vết nứt nó đã xuất hiện rồi. Đấy. Thì dựa trên những cái đo đạc, kết quả đo đạc thực tế và dựa trên những cái phân tích về mặt kinh nghiệm thì đơn vị kiểm định đưa ra một kết luận đấy, để cho chủ đầu tư và các bên liên quan ấy người ta tham khảo. Còn ở Việt Nam đối với những dự án mà nó có được quản lý ấy, ví dụ như là dự án cấp 1 quản lý của Bộ Xây dựng, hoặc là những cái dự án đặc thù ví dụ như là quản lý của Bộ Quốc phòng chẳng hạn, thì ví dụ như Bộ Xây dựng thì người ta có Cục Quản lý Chất lượng Công trình Xây dựng mà mình hay gọi là Cục Giám định đấy, thì dựa trên những cái kết quả rồi những cái báo cáo của chủ đầu tư, của nhà thầu, của đơn vị kiểm định, mà Cục Giám định người ta sẽ đứng ra làm vai trò là trọng tài trong cái việc là xác định là những nguyên nhân nào, hoặc là xác định cái nguyên nhân nào là chính khi mà xảy ra cái nứt.
Đấy, và okay. từ đó okay. thì để cho chủ đầu tư rồi nhà thầu và các cái đơn vị liên quan trong dự án đấy, người ta tự xác định cái trách nhiệm và cái vai trò của họ trong cái sự cố đấy để mà tiến hành để sửa chữa okay. hoặc là không sửa chữa. Tức là nếu như thế thì theo mình hiểu là các câu hỏi tiếp theo là ví như truy hỏi nguyên nhân này nọ thì chắc là cũng không cần phải trả lời tiếp đúng không? Thì vì câu trả lời này chắc là đủ cho tất cả các câu hỏi phía sau. Tức là nguyên nhân thì có thể trả lời là nguyên nhân được. Ví dụ như là bạn hỏi thì sàn đáy thì ví dụ như làm trong trường hợp mà cái nhà cao tầng đấy thì là do tẩy đổ của nước ngầm. Đấy. Còn sau khi mà người ta đã có biện pháp để mà hạ mực nước ngầm xuống rồi và theo dõi và phải theo dõi, tức là ví dụ như đối với những cái vết nứt mà do tẩy đổ của mực nước ngầm chẳng hạn, thì có một cái lưu ý rằng là phải được quan trắc theo dõi qua các chu kỳ để thấy rằng là các cái số lượng vết nứt hay là chiều dài rồi bề rộng vết nứt nó không phát triển thêm, và dựa trên những cái số liệu đo đạc đó thì người ta cũng lựa chọn một cái loại hóa chất để mà sửa chữa cho nó có hiệu quả nhất. Còn trong trường hợp mà không thể ví dụ như là không có những cái biện pháp hạ mực nước ngầm hoặc là tính toán nó không có một cái hệ số an toàn đảm bảo thì nhiều trường hợp là người ta phải đổ thêm một cái lớp như là cái trường hợp mà cái đáy bể chứa nước thải. Ok. Không, tức là ý mình nói là về mặt luật pháp hoặc là về mặt pháp lý thì là bên Tân là chỉ đứng vai trò đo đạc và kiểm định thôi, chứ không chịu trách nhiệm về việc chắc chắn cái đó là do cái gì để các bên làm trọng tài đúng không? Bên đơn vị kiểm định sẽ là người sẽ đưa ra những cái dạng kiến nghị, những cái kết luận dựa trên kết quả đo và những cái kiến nghị. Còn nữa thì để mà nói rằng là ví dụ như là mình làm bác sĩ đấy, thì bên em rất là thận trọng khi mà đưa ra một cái nhìn một cái triệu chứng, nhìn nứt là một triệu chứng để đi okay. Đi quyết kết luận cái nguyên nhân. Ok, mình hiểu. Okay. Tại vì thực ra cái này nó cũng cái vùng xám nó rất là nhiều nên đúng rồi. Đúng rồi. Phải là khoa học chính xác nên ok. Thì mình nghĩ nếu như thế thì các câu hỏi tiếp theo về các nguyên nhân này nọ thì mình nghĩ chắc là cũng không cần phải trả lời tiếp, tại vì tất nhiên là với những cái trường hợp mà nó đơn giản ấy thì cũng có thể khẳng định được cái lý do hay là cái nguyên nhân chính. Nếu như khi mà cái sự cố nó rất là rõ ràng đấy. Cũng chia sẻ thêm một chút nữa là ở Việt Nam thì các cái nhà thầu ấy thì họ rất thích cái nguyên nhân là co ngót của bê tông, bởi vì không đổ lỗi cho ông nào được cả, đổ lỗi cho ông vật liệu. Đúng không ạ? Đấy, thế nên là khi mà một cái công trình ấy mà nó xảy ra nứt đấy, mà người ta đánh giá cái nứt đấy nó không ở một cái mức độ nó quá nghiêm trọng, tức là nghiêm trọng ở cái mức là phải sửa chữa, phải gia cường hoặc thậm chí là phải đập bỏ cái hạng mục đấy đi để mà làm mới một cái hạng mục khác, thì người ta hay đổ cho nguyên nhân đấy là do ông vật liệu, do bản thân ông vật liệu đấy. Thì là ví dụ ông vật liệu ông co ngót hay là nọ kia. Còn nữa thì ví dụ như là khi mà nói về co ngót chẳng hạn thì ví dụ như với cái kinh nghiệm của em thì những cái kỹ sư về thiết kế người ta nói ví dụ như là tôi đã kể đến co ngót rồi, tôi đã kể đến từ biến của vật liệu bê tông ở trong tính toán của tôi rồi, nhưng mà thực tế là những cái liên quan đến biến dạng co ngót đấy thì nó phụ thuộc rất nhiều vào các cái vật liệu địa phương, vào các cái điều kiện về khí hậu của địa phương, cũng như là vào cái cấp phối của vật liệu. Đấy, như em đã trao đổi trong cái phần thuyết trình, đó là cái hàm lượng xi măng hay là tỷ lệ nước trên xi măng. Đấy. Ví dụ như bên em làm kiểm định thì nếu như mà tùy thuộc vào cái nội dung công việc mà được ký kết hay là được yêu cầu
của cái bên A ấy, thì sẽ có những cái bước phân tích nó chuyên sâu hơn, ví dụ như là sẽ phải kiểm tra đến đến thành cấp phối vật liệu. Ví dụ như đối với một cái dự án mà khi mà người ta dựa trên những cái kiểm soát về cường độ ấy, nếu mà thấy cường độ của bê tông mà nó phát triển quá nhanh chẳng hạn, ví dụ như là người ta ở Việt Nam thì người ta quy định khoảng ông được 7R7 ấy, thì nó cường độ nó khoảng đạt được khoảng 90% đấy trở lên chẳng hạn. Nhưng mà ví dụ như là rất nhiều các trường hợp thấy rằng là R7 đã đạt được quá 100% cường độ của R28 rồi, thậm chí R3 cũng đã vượt quá 100% cường độ của R28 rồi, thì lúc đấy thì sẽ có thể dễ dàng kết luận được nguyên nhân rằng là với một cái hàm lượng xi măng mà nó quá lớn như vậy thì chắc chắn một cái nguyên nhân chính đó là co ngót. Còn ví dụ như khi mà mỗi công trình nó xảy ra sự cố, ví dụ như là những cái trường hợp phải thử tải, phải đến tiến hành thử tải đấy chẳng hạn. Đấy, thì đó là những cái trường hợp mà khi mà các bên liên quan người ta không đi đến một cái thống nhất nào đấy dựa trên một cái quan điểm cụ thể. Đấy, ví dụ như quan điểm của bên thiết kế, quan điểm của bên nhà thầu thi công, quan điểm của bên giám sát. Đấy, không đi đến một thống nhất thì người ta thường lựa chọn cái phương pháp là sẽ phải thử tải. Đấy, để kiểm tra cái sự làm việc thực tế của cái kết cấu đấy. Chứ không ví dụ ông chủ đầu tư ông bảo không, tôi không gặp phải một ông khó tính chẳng hạn, yêu cầu người ta cao vào một cái sàn phẳng mà bây giờ nứt như thế, ông nhà thầu bảo nứt nhưng mà vẫn nhỏ hơn 0,3, vẫn làm việc bình thường. Đấy, mà bây giờ ông yêu cầu là ông đập đi hoặc là ông yêu cầu là ông phải giảm cái tài chính của tôi. À, bởi vì là cái sản phẩm của ông bị nứt thì lúc đấy ông nhà thầu cũng sẽ không chịu. Đấy, thì khi mà có kết quả mà kiểm tra cái sự làm việc thực tế của kết cấu rồi thì lúc đó các bên sẽ dễ dàng hơn trong cái việc là thỏa thuận cái phần trăm trách nhiệm đấy, giữa các bên. Rồi, em xin hết. Ok, cảm ơn Tân rất nhiều. Thì có thể bây giờ mình sợ thời gian cũng không cần nhiều quá nên chắc là mình sẽ tiếp theo các câu hỏi cho bài giới thiệu của bài giới thiệu hai của bạn Ninh. Thì mình tóm tắt lại một chút thì các câu hỏi liên quan đến các cái bài giới thiệu của bạn Ninh thì chủ yếu liên quan đến cái vấn đề là có một số bạn không hiểu rõ là cái design của bên mình nên trình bày đó là cái đó là movement join, tức là khe co giãn hay là khe đổ hay là thì Ninh có thể giới thiệu rõ hơn một chút phân biệt các cái loại khe mà cái giới thiệu được không? Khe đấy vâng. Thì cái khe đấy ở đây là mình muốn nói là cái khe mà gọi là khe co giãn thực sự ấy, nghĩa là khe mà là khe được cắt xuyên bê tông mà có khoảng cách là khoảng 2 cm ấy. Đấy, chứ không phải là cái khe mà là giữa mỗi lúc đổ bê tông thì mình dừng lại, thì không phải khe kiểu đó. Và đấy là cái khe mà khe co giãn thực sự vào. Đúng rồi, tức là những cái chữ mà design ở trên bài giới thiệu của Ninh đó, toàn bộ đó là khe co giãn cắt 2 hoặc 4 cm tùy theo. Vâng, đúng rồi, trong trường hợp mà bình thường thì là 2, và sau đó nếu mà trong tính toán động đất thì mình phải tính toán cái khe đấy nó cái độ mở phù hợp. Ok, thì có một số bạn là bảo là thắc mắc là cái tại sao cái thói quen ở Pháp nó lại nhiều khe như thế, thì nên có chia sẻ một chút gì về kinh nghiệm này không? Thì thực sự thì mình cũng nói cho thì em cũng nói trong cái bài đấy thì là mục tiêu là một cái cách gọi là cái quy định đưa ra là thực sự là gọi là cái sự tiết kiệm ấy. Nếu mà ai mà bởi vì cái hiện tượng co ngót thì bản chất thì có cái khe đó hay không có khe đó, nếu như mà mình nằm dùng trong vùng mà nó bị những cái cấu kiện như là những cái tường lõi ấy, ở giữa hai hộ tường lõi thì cái gọi là cái chống lại sự co ngót thì nó gần như là tương đương với nhau. Thế nhưng mà là cái địa chuyện đưa ra một cái khe này là quyết định là 40 mét rồi ấy, nó là hoàn toàn là mục đích theo suy nghĩ cái quan điểm cá nhân thì nó là một cách gọi là đơn giản hóa và làm tiết kiệm, vì là nếu mà nhỏ hơn, nếu mình bố trí khe mà là nhỏ hơn cái khoảng cách đó thì coi như là mình sẽ không cần phải tính toán đến hiện tượng co ngót và hiện tượng về nhiệt biến thiên về nhiệt là những cái hiện tượng rất khó tính toán và dẫn đến cái lượng thép rất là lớn trong việc tính toán. Lúc ấy mình bỏ qua cái đó, mình chỉ tính trực tiếp đến cái lượng thép do cái lực cơ học thôi. Thế thì nên là nó là cái nên đa phần các công trình của nghĩa là công trình trong dân dụng ấy thì ban lúc lên concept thì tất cả các bên hầu hết cố gắng là chia cái tòa nhà thành những cái block giữa cái khe đấy nhỏ hơn cái quy định design quy định
để gọi là tiết kiệm gọi là để cho tiết kiệm lại, vì nếu như anh không đưa ra cái anh không đưa ra cái khoảng cách đó như vậy thì bên gọi là bên đấu thầu họ sẽ dựa vào họ sẽ theo đúng quy định thôi, họ sẽ tính ra cái lượng thép để tương ứng với cái lượng 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 con ngót đấy phải bố trí, thì cái lượng thép như thế nào thì sẽ đội giá công trình lên đấy. Đúng rồi. Thì cái này thì chính xác là quay lại cái vấn đề là mình bổ sung một chút, là cái này là quay lại đến vấn đề là cái xây dựng nó mang tính địa phương cao đó, tức là mình ở Pháp thì cái thói quen dùng khe rất là phổ biến, tức là cái khe giãn 2 cm này nọ nó rất là phổ biến. Trong khi đấy ví dụ như ở Gần Anh như là thì tất cả các công trình là hầu hết là như vậy, chỉ hầu là hết là khối như khối khối phía trên khối nổi ấy, là hầu hết là sẽ bố trí khe co giãn để thỏa mãn cái điều kiện đúng. này. Thế còn chỉ có khối có gọi là khối hầm ấy thì có rất nhiều điều kiện, cái vấn đề chống thấm này nó rất phức tạp, thì mới có khả năng là Không hay cần. là có cái trường hợp xảy ra là không có, thế thì nó mới cần về. Chứ còn nếu khối 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 gần như là 100% công trình các cái khối phía trên là hầu hết là bố trí khe co giãn, và để tránh việc đưa cái phần này vào tính toán. Nhưng mà ở cái khe co giãn đó thì thường là bố trí hai hai cột hai tường hay là bố trí À, dùng thì dùng khu cái chung? này thì đấy là nó là cũng liên quan đến rất nhiều, gọi là có sự tranh cãi lớn, còn nói chung là cái vấn đề này là liên quan đến quan điểm của kiến trúc và kết cấu. Thì nó bây giờ nó sẽ có ba cái loại ở khe co giãn này, nó có ba cái hình thức thái xảy ra. Một là mình bố trí gọi là đúp lật xúc chưa, là kết cấu đôi, là giống hai cột chẳng hạn, hai cái tường xong ở giữa cái khe đấy. Hai là anh bố trí một cái hệ gọi là cọc bô ấy, tức là anh làm tường bên này xong cọc bô xong tường bên kia gối lên cái cọc bô đấy, cái cọc ben ấy. Thế nhô là còn cái loại thứ ba nữa là cái loại mà kiến trúc rất thích, tức là anh bố trí cái hệ vuông rồng ấy, cái chốt để trong cái sàn ấy, chốt vào đấy. Là nhưng mà cái loại cái, theo tính theo độ gọi là về kết cấu ấy, là độ mất an toàn là cũng theo ngược chiều ngược lại, tức là anh bố trí khu rông là mất an toàn nhất, tai nạn xảy ra rất là nhiều, gần như tất cả các cái sinister ở bên Pháp kết cấu một phần cũng phần lớn là liên quan đến cái này đấy. Sau đó là đến lượt anh cọc bô, anh cũng khả năng nứt cao cái mép phía ngoài ấy. Đấy, nếu như là bố trí không đúng thì an toàn nhất là hệ 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 đúp là cột, nhưng mà em thì em thấy là về mặt kiến trúc gần này càng ngày bây giờ là càng họ càng muốn đơn giản hóa, có nhiều cái diện tích hơn sử dụng hơn ấy. Họ rất là không thích cái kết cấu đúc là xúc chưa, nhưng mà bản thân em thì lúc mà chả làm concept các thứ là đều rất là muốn hướng tới cái loại kết cấu đó, thì em Rồi. biết là cái đấy là loại an toàn nhất. Đấy nó bắt đầu là thói quen xấu đó đúng không? Theo nghĩa của Việt Nam hoặc là theo nghĩa của người Anh. Tôi nghĩ ở Mà ở Anh ấy. cái chốt đấy là cực kỳ là em đã từng bị gãy mà cũng không có nguyên nhân, nó cũng rất là khó để xác định. Nên là nó cái sự là cái chốt đấy, nó mặc dù là cái hệ số an toàn rất là cao, nhưng mà tưởng tượng một cào miếng sàn của mình thế cứ khoảng 50 phân hoặc 50 mét là 60 mét hoặc là 1 mét, ông ấy bố trí một cái chốt như thế thì chuyện mà có những cái biến cái là lực gọi là lực cục bộ ấy, nó có thể gây gãy cái chốt đấy, chuyện có thể xảy ra, chuyện đấy xảy ra là tương đối nhiều. Thì đó thì hy vọng là Hiệp với lại Oanh thỏa mãn đúng không? Cái này thói quen của mỗi bên thôi. Nếu như Việt Nam không thiết khe thì phải phải trả tiền thép, trong khi Pháp thiết khe thì lại ít thép hơn. Ví dụ như Đúng rồi. một cái sàn ở Pháp thì thép bình thường khoảng 35 đến 50 kg đến 1 mét khối gì đó, trong khi đấy một cái sàn ở Anh thì có thể lên tới 150 200. Thì đó thì hoặc trả cái này hoặc trả cái kia thôi. Nói chung là đó. Thì dân Anh dân Pháp thì nó thích khe hơn, có thể Việt Nam không thích bán. Thì cái đó là vấn đề về cái thiết kế thôi. Cho em Có hỏi. một câu hỏi nữa cho Ninh, đó là ở trang 4 bạn cứ có ba ở trang 4 bạn có viết là ba loại retreat, là retreat cộng technique. Còn ở trang 12 thì có hai loại retreat lúc tính. Thì hỏi là có Cái thể tại này sao nó thì hơi khác một chút không? à thế là nó thế này, thì cái rất technique ấy thì nếu mình có cái câu ngày lồng ở dưới ở cái trang 12 có một cái chỗ mà nói là cái rất technique này là chỉ tính khi nào mà có bê tông khối lớn thôi. Tức là những cái không chẳng như một cái tiếng sàn 20 cm thì cái vẫn đổ tăng nhiệt độ lên sau khi đổ của nó tương đối là thấp, thì nó không đủ dày để nó tăng như là gần như là nhưng mà thực ra là tiêu chuẩn đây có đặc điểm cái vùng gọi là vùng
cũng hơi gọi là điểm điểm mà phải cũng xám đấy, của tiêu chuẩn là nó cũng không nói cụ thể là thế nào định nghĩa là cái tấm đấy là gọi là tấm tấm lớn, cái 1,5 m hay là 2 m hay là thế nào đấy. Thế thì bởi vì là trong cái có một cái hướng dẫn về cái hiện tượng, gọi là một cái tài liệu hướng dẫn về cái hiện tượng death ấy, hiện tượng cái reaction ấy, thì nó có cái tính toán ấy, thì nó cũng là cũng người ta cũng phải là có cái điều kiện bên ngoài nó ảnh hưởng rất nhiều, chẳng hạn như một miếng cũng không thể dày, một miếng bê tông không dày nhưng mà nó có cái chống lại cái việc tỏa nhiệt của nó nhiều ấy, thì nó cũng có thể tăng nhiệt độ cao, nên là rất là khó nói. Thế nên là nhưng mà đa phần trong xây dựng dân dụng thì bạn ít khi gặp phải trường hợp cái PS nó là lớn cả, nên là gần như là bạn sẽ bỏ qua cái hiện tượng này. Chỉ có khi nào mà bạn gặp những khối móng lớn hoặc là khối 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 đấy, khối sàn móng lớn thì hoặc là những cái khối móng lớn thì bạn phải tính đến nó. Thì chẳng hạn như như em qua làm các công trình, hầu hết 95% công trình là không có tính đến nó. Thế chỉ có một vài công trình là có yêu cầu của chủ đầu tư, vì em làm bên nhà thầu mà, thiết kế của nhà thầu, thì họ có yêu cầu cụ thể là phải tính đến, thì mình lúc đó mình sẽ phải xem xét đấy, nó sẽ phức tạp hơn rất nhiều. Nên là trong trong cái bài toán mà ở trang 12 là bài toán cơ bản là bạn gặp thường xuyên là chỉ tính đến hai loại đầu tiên thôi. Anh cho em hỏi cái Vâng. cái log order, tức là độ lớn của cái rotate mà anh tính khoảng tầm bao nhiêu? Thì đấy là trong cái một cái ví dụ ở đây là nếu mà là rơi vào nếu mà trong trường chỉ tính là decassification androgen ấy, nội sinh với cả 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 về cái con ngót về bốc hơi ấy, thì nó sẽ rơi vào khoảng tất nhiên là tùy vào cái vật liệu bê tông này, mác bê tông này, rồi cái độ ẩm bên ngoài các thứ nữa, thì nó sẽ rơi vào khoảng từ khoảng rất hay là khoảng từ 3 đến 3,5 nhân 10 mũ trừ 4 đấy. Để so sánh tại vui là tiêu chuẩn cũ BAEN của Pháp ấy thì họ nói là 2 nhân 10 mũ trừ 4, nhưng bây giờ sang châu phi châu Âu thì nó có công thức tính cụ thể theo cái annex B2 ấy, theo phần phụ lục B2 ấy, thì mình sẽ tính ra khoảng từ đấy khoảng ít nhất là phải từ 3 trở lên, 3 đến 4. Thì đấy, đối với những cái cấu kiện mà lớn ấy, khoảng tầm độ 60 đến 80 cm ấy, thì cái co ngót nhiệt ấy, nó có đạt được khoảng tầm 50 mũ trừ 4 cơ. Thì đấy À là không, một đấy phần co ngót nhiệt thì còn thêm nữa, phần co cái. nhiệt đây là mình đang nói hai con ngót, gọi là hai con đầu tiên đấy. Thế còn co Đúng ngót rồi. nhiệt thì nó do cái nhiệt độ của bạn thôi. Tức là bạn sẽ bốc cái nhiệt độ đấy nó lên, nó phải lên đến tê đỉnh của nó phải đến nếu mà khối lớn nó có thể lên đến 70 80 độ. Thì lúc đấy bạn bạn lúc bạn co về lại 20 độ theo nhiệt độ bình thường nhá, thì bạn đã co về là gần như 60 độ rồi. Tức là đã 70 à, 70 chứ 20 đã co về 50 độ, 50 độ là tương với 5 nhân 14 rồi. Là rất lớn. Ok, cái này thì nó liên quan thì giống như cái bài trước mà anh giới thiệu đó, tức là nhiệt độ trong bê tông khối lớn đó, thì phải giới hạn nhiệt độ đỉnh là 70 75 80 gì đó, xong rồi đó là một cái giới hạn nhiệt độ. Cái giới hạn nhiệt độ thứ hai là giữa cái khoảng chênh lệch nhiệt độ giữa hai cái điểm trong khối bê tông thì nó không được quá 20 độ đó, để tránh cái vết nứt do Có nhiệt vết độ. nứt bề mặt là do cái hiện tượng đấy, như bọn con có Ok. giải thích trong bài. À, ok. Cái đấy thì cũng có giải thích rồi đúng không? Anh Long ở bên Anh của anh là họ cũng cũng có cái có quy định cụ thể về cái khi nào thì đưa cái tectonic vào tính toán, hay là cũng là tùy vào hứng Đâu thì nó có chứ, ví chủ dụ đầu tư. như cái specification tức là bê tông thì là nó giới hạn phổ biến là nhiệt độ đỉnh trong bê tông không được 70 độ đó. Còn lại nếu như mà nói định nghĩa khối lớn hay khối bé thì thường nó không có định nghĩa, mà thường thì khoảng cái sàn khoảng 350 là bắt đầu phải nghĩ đến cái chuyện là giới hạn nhiệt độ rồi. Chiều dài Ok. 350 á là bắt đầu phải có các cái giải pháp để cái nhiệt độ đỉnh không được quá 70 và chênh lệch nhiệt độ các điểm không quá 20. Thì không không thì giống như cái bài mà hồi nãy cái lúc mà Nghĩa giới thiệu đoạn cuối đó, thì cái nhiệt độ tránh cái nhiệt độ đỉnh của bê tông cao quá là để có cái hiện tượng gọi là Transit eternit này, delay đó, delay transit formation này. đáp đó, delay eternit formation đó, Vâng. thì đó, thì về mặt kỹ sư thì cũng chỉ tới mức đó thôi, chứ còn không có soi quá sâu đâu, thì mình biết là giới hạn có hai cái điều kiện đó thôi. Mình nói bê tông khối lớn, bây giờ mình nói khối tông là mỏng, thì bây giờ bên anh Minh có cái có làm có cách nào mà phát hiện những cái vết nứt mà liên quan đến con ngót ở bê tông mỏng không?
Vâng, như ví dụ như là những tấm fibrosimon chẳng hạn, nó khoảng tầm độ dày khoảng mấy xong giỏi lắm là 1 cm đi, thì anh đã quan sát được hiện tượng ấy chưa? Và anh có cái công Hiện tượng cụ nứt thể ở là thế trong nào những cơ, cấu kiện mỏng ấy, cấu kiện mỏng nhưng mà liên quan đến vấn đề gì? Nứt có có ngót, vô số người anh em nói chuyện hả? có Cấu kiện mỏng á, cấu vâng. kiện mỏng thì nó cũng chả như một cái tấm cấu kiện mỏng thì thường hay là có một cái rủi ro là cái lượng chả như cái sàn mỏng giữa các cái hai cái khối kia giữa các cái ấy, nếu mà nó có kết hợp cả giữa lực uốn và lực co ngót thì nếu mà mình bố trí không đủ cái lượng thép tối thiểu nó hay gãy ở giữa. Mình chỉ biết những cái hiện tượng như vậy thôi, chứ còn không phải còn đâu là cụ thể, nó liên thiên về, nó cũng thiên về tính toán, cũng không nói là mỏng hay là lớn thì nó cũng không phải là khác nhau quá nhiều về các cái bước tính toán. Nếu mà nó vẫn là bê tông thì cũng không chưa hiểu rõ lắm là cái ý câu hỏi của bạn là muốn đưa về hướng nào. Vâng, thì có bên em có đôi khi cũng đi phát hiện bệnh của những cái kết cấu nó như là những cái tấm fibrosimon ấy, của những cái bao phủ tường của những cái trang trại ấy, thì nó nứt toàn bộ về mặt tường. Thì bên em có cái gọi là phát hiện cái hiện tượng cũng là gây cũng là cái nứt đấy là do co ngót. Nhưng mà tất nhiên để chứng minh cái co ngót này thì có 2 cách ở bên lab, mà một là đưa ra một giả thiết tính toán, tức là giả thiết rằng là cái cấu kiện đấy nó có cái conditional limit, tức là cái điều kiện biên đấy nó mình cho rằng lỗi tại điều kiện biên, nên vì thế là nó gây ra co ngót và được kiểm chứng lại và qua tính toán và cho nó cái vùng vết nứt nó gần giống với thực tế. Cách thứ hai thì ở bên Léo mà thì cũng cho làm thử là đổ thử một cái tấm bê tông sàn với kích thước khoảng tầm độ 6 x 12, để rồi xong là cho bốc hơi nước thật nhanh thì phát hiện là nứt cũng giống là đấy, bởi vì xong đã giải thích ra rằng là bởi vì là cấu kiện mỏng ấy thì so với thể cái bề dày so với cái diện tích nó rất là nhỏ so với cái bề mặt, nên vì thế cái lượng bốc hơi nước nó nhanh hơn so với bình À thường của đúng bề cấu rồi, kiện. đấy thì đấy trong cái công thức của tiêu chuẩn châu Âu nó ông nói cái trường bán kính là bán kính tương đối là tỷ số 2 lần diện tích chia cho chu vi đấy. Tất nhiên là cái đấy Đấy. nó càng 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 mỏng thì cái đấy nó sẽ càng lớn Đúng thì rồi, nó thì sẽ bốc hơi càng nhanh thôi. Đó, đúng rồi, đấy là đúng bản chất ở đấy. rồi. Thế vì thế nó có ngót rất là kinh khủng. Đấy. Đúng rồi, cái thường thì cái gì mà nó quá mỏng hoặc quá dày là nó đều cái vấn đề hết. Và Cái quá đấy mỏng chính là ra là cái khắc phục cực kỳ vấn đề đó. vết Khắc phục khắc nó phục khó. vết và cái khắc phục vết nứt ở đây thường là người ta sẽ thêm một cái chất gọi là chất phụ gia polymer cơ. Đấy, chứ không phải tăng cường thép ở trong những cái Đúng cấu rồi. mỏng. Tại vì thêm thép nó đâu có hiệu quả gì nữa đâu, tại vì cái thép nó chỉ Vâng. nằm ở giữa rồi. Vâng. Cái này toàn bộ cái đấy là chỉ bề mặt thôi. Thì thêm polymer hoặc là thêm fiber vô hả? Ok. Fiber polymer ạ. Ok, thế thì đó là câu hỏi của dành cho bạn Ninh. Mình cảm giác này là bây giờ chuyển sang câu hỏi cho bài giới thiệu số 3 của bên bên Lộc. Lộc thì có 2 câu hỏi mình thấy nó khá hay, nữa là một bạn là thánh soi, nhìn trên mặt cắt là biết luôn là bên trái là R cộng 5, bên phải là R cộng 2, nhưng mà tại sao bên bên trái lại mỏng hơn bên phải? Lộc trả lời được không Lộc? Thật ra là cái công trình này nó trải dài trên 200 mét, cái mặt cắt nó là chỉ là ngay trải chỗ đó thì mình thấy nó a cộng 2 cộng 4, nhưng mà nó xa xa chút xíu thì có R cộng 10 với R cộng 1. Đúng rồi, thì mình cũng nghĩ là những cái này là nó phải tùy thuộc vào từng công trình, tùy thuộc vào lúc tính toán chi tiết, nhưng mà Nhưng mà thường đó, thì em nghĩ là xa xa nữa thì có cái tòa nhà E cộng 10, em nhớ làm thì phải, thì tao bắt rồi, buộc phải làm ok. dậy lên, còn cái này là nó chỉ là cục bộ thôi, với lại nó làm từng vây thì người ta không có thay cái gạo kiểu như 5 m 1 m 2 rồi 5 m kế tiếp 1 m thì nó không có khả thi lắm. Tức là nó cố gắng giữ nguyên chiều 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 dài, Đúng xong rồi, rồi thay thép này nọ tùy theo mặt cắt thôi, đúng xui là cái cúp này nó đi ngang cái chỗ nghe cộng 2 cộng 4, nhưng thật ra nó có nhiều nguyên nhân khác, mà em nghĩ là một bên nó nhiều nhà hơn là bên kia còn lại. ok. Ok, câu hỏi tiếp theo thì có thể là rất là khá thú vị, đó là anh Lộc cho hỏi là bề rộng vết nứt có quy định ngắn hạn và dài hạn, nếu bề rộng nứt mà lúc thi công mà nhỏ hơn ngắn hạn.
Tức là hôm nay là quan điểm như thế nào, là nếu như trong trong cái quá trình thi công mà vết nứt nó lớn hơn vết nứt thiết Được kế phép cho phép trong trong dài hạn thì thì như được nào? được phép thôi. Thí dụ như cái công trình này nè, thì là Ừ. thật ra là cái vết nứt thì nó liên quan đến cái độ cái durability của công trình, có nghĩa là cái tuổi thọ công trình, bao gồm là ăn mòn thép và đủ thứ hết. Thì cái trong quá trình thi công mình là cái thời gian ngắn, 6 tháng, 1 năm, 2 năm, 3 năm, nó quá nhỏ so với cái tuổi tuổi thọ của công trình. Nghĩa là trong quá trình thi công mình lỡ cái nứt có lớn hơn giá trị cho phép thì vẫn chấp nhận được. OK, tức là bên bên Vinci là được nữa, nhưng mà cái này nó cũng cũng cái này nó cũng gọi là cũng cũng cãi nhau đó. Nói chung Cãi nhau, là cũng có một số là gọi là không chấp nhận, là nó cái độ mở cãi nhau. Thật ra cái vết nứt thì nó liên quan tới cái gì mình phải xác định được là cái đúng rồi, tại vì nó phục vụ cho cái chuyện gì nữa. thì đó thì Bên nói chung anh có là làm tầng hầm anh Long có hay giới hạn là trong quá trình thi công là nhỏ hơn luôn hay là sao, anh có hay đụng tới cái này không? ra thì ở phần ví như hồi trước mà làm ở Pháp thì là mình có một số cái là cũng cũng cho, đầu tiên là cho lên, đầu tiên là ví dụ như ở Pháp thì chỉ có một lớp bảo vệ thôi, ví dụ như chỉ giới hạn 0,2 thì đầu tiên là trong quá trình thi công thì cho lên 0,3 này nọ, xong Đúng rồi. rồi mình thảo luận với bên 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 kia bên bên bưu công thôn, nhưng mà có nhiều trường hợp bưu công thôn nó không đồng ý thì ma gui một lúc như nào đó thì cũng thế thôi. Thật ra là trong cái không biết mấy công trình khác sao, nhưng mà em nghĩ là cũng như vậy thôi. Cái là những công trình dạng này á là phần lớn là được thiết kế cho cái pha thi công là chủ yếu. Thành ra Đúng nếu rồi. mình bám theo đó để mình đặt thép mà giới hạn 0,2 cho nó thì Không phải mình hai. tăng gấp đôi lượng thép mà nó không có ý nghĩa gì nhiều, tại vì cuối cùng thì cái mô măng cái nội lực nó đã giảm về phân nửa. Thành ra mình không có mình tăng lượng thép để chỉ cho 5 năm tới một năm 2 năm, nó so với cái vòng đời của công trình thì nó rất là lãng phí. Thì đúng rồi đó, dưới góc nhìn của công ty, dưới góc nhìn của entrepreneur là như thế. Ừ. Thì tụi em là ăn thịt thì tụi em cũng cãi nhau suốt, nhưng mà Đúng rồi. thực ra mình nếu mình đẩy lên thì mình đặt câu hỏi là cái độ mở vết nứt nó phục vụ gì, cái chuyện gì nó bảo vệ thép thôi, nó bảo vệ bê tông kia rồi Thì đó là câu hỏi, đó như là mình mở cho ra nó nó có rơi đóng lên lại thì được hay không giải quyết này cái vấn nọ đề bla bla bla. đó. Nói chung là cái đó nó cũng là vấn đề, không cũng là cũng một trong cũng những cái vùng cũng phải xám đó. xám rồi phần ra phải gò mông tê lên, phải đi lên cội nguồn của nó thì mình mới trả lời được cái câu hỏi đó. OK, thì không biết là các bạn đặt câu hỏi có thỏa mãn không, có không biết là đã, mình nghĩ là đặt câu hỏi này tức là đã có thiết kế rồi, không biết là bạn có chia sẻ thêm là cái thói quen của bạn là như nào không, hay là câu hỏi lâu quá rồi chắc là. Thì có một cái OK thì đến có một cái hỏi câu hỏi cho Lộc vừa mới ấy này, Lộc là khi tường này chuyển vị 5 cm thì đến giai đoạn sử dụng chuyển vị nó sẽ nhỏ đi hay sao? Thì đúng rồi, tại vì tới giai đoạn sử dụng thì chuyển vị nó sẽ nhỏ hơn, nó nhỏ hơn thì nguyên nhân á, thì cũng nhiều cái thôi, tại vì khi mà xây dựng xong á, thì mình có đủ sàn, có đủ này này kia rồi, nhất là trong cái công trình metro này thì khi mà đưa vào sử dụng á, mình tắt cái máy bơm á thì cái áp lực dưới cái đáy cái tầng cái sàn cuối cùng nó lên cái nó hình công á, nó sẽ đẩy cái tường đi ra ngoài, ra là nó sẽ giảm cái chuyển vị lên. Cái ý đồ thiết kế nó người ta là vậy, để cân bằng tất cả các nội lực. Đúng là bạn hiện lên, thực ra thì cái chuyển vị nó là cộng dồn, nhưng mà nó cũng tùy thuộc vào cái bố trí của cái sàn Đúng vĩnh cửu với rồi, lại cái hệ giằng nữa, sàn nên nó có thể đẩy ra đẩy vô chứ không phải đẩy nhất ra thiết đẩy vô là nó đẩy ra đẩy vô, có thể có chỗ lớn hơn có thể là nằm đấy, nên là khi tính toán cụ thể thì mới mới thấy từng cái chứ không không không
không nhất thiết là lúc nào nó đã nằm 5 cm là nằm yên đấy đâu, nó đẩy ra đẩy vô cũng cũng tùy đó, tùy theo độ cứng nữa, tùy theo rồi theo độ, theo cái mực nước ngầm nữa, mực nước ngầm cao tùy rồi thứ. Ngầm thì đặc biệt thì cái đấy thì, yeah. thì có thể ok. Nói chung là bây giờ cũng 12 giờ 22 rồi đúng không? Tức là 18 giờ rưỡi bên kia. Chỉ còn có một số câu hỏi liên quan đến tính toán, nhưng mà chắc là bây giờ mọi người chắc là nhìn thấy công thức là thôi thôi. Mình sẽ có một câu hỏi của bạn May Mission Đặng liên quan đến việc tính toán nha, thôi bạn cho phép bọn mình để câu hỏi này lại trả lời sau, tại vì công thức này nó bây giờ nhìn là thấy sợ rồi. Sorry, rất là sorry bạn. Nhưng mà có một câu hỏi liên quan tới vấn đề kiểm định tính toán, không biết là Ngọc Anh còn đó không. Ngọc Anh, hello. Thế là Ngọc Anh cũng nghĩ ra để chuẩn. Tức là ví dụ như lớn, có câu hỏi cho Ngọc Anh là nếu như mà công trình mà lớn hơn 50 mét như trong trình bày của bạn Ninh thì Bill Công Thôn quan điểm như nào? Thì nếu Ngọc Anh không ở đây thì mình có thể, bạn Ninh trả lời không hay để mình trả lời? Thì thực sự là cái công trình mà em đưa ra ví dụ ấy thì Google thôn là nó chấp nhận cái gọi là cái lý giải của cái công trình mà thực tế ấy. Thế còn cái câu hỏi em đưa ra là cái chuyện là nếu mình coi là cái cột là cái khớp và cái liên kết cột sàn là khớp, nó không cản trở sự co ngót thì mình có thể bỏ qua được không trong cái tính mình cái độ dài, trong độ tính toán độ dài để so sánh với cái đê doang ấy, thì liệu là như mà anh Ngọc Anh giám sát hồ sơ như thế mà chị sẽ cái kế đưa ra cái luận điệu đấy thì anh có chấp nhận hay không? À. Thì đúng là, thì, tức là cái câu hỏi về liên quan tới 50 mét mà tức là nó vượt quá khỏi cái tiêu chuẩn cho phép 25, 30, 35, 40 gì mét gì đó là không phải kể vâng. tới. Còn nếu như vượt qua đó thì phải kể tới thôi. Tức là lúc đó thì vâng. tính thôi, chứ nó là một bài toán khác. Là cái duy cái bài toán này là rất nhiều công trình mình có gặp phải là cái hiện tượng là nó đang trả là quy định là 50 hay 40 mét nhá. Thì công trình mình 42, 43 mét chẳng hạn. Đúng không? Khó chịu. Bây giờ tự nhiên là phải tính được cái đấy thì rất mệt. Thế thì sự sẽ nhiều cách để ấy, tất cả như là có những cái suy luận này là ok, tiêu chuẩn đồng ý là 40 mét nhưng mà đối với tất cả các loại kết cấu. Nếu mà là nếu anh đúng ra là anh phải có sự phân biệt giữa kết cấu gọi là hệ tường hệ lõi cứng cộng với hệ cột ngoài thì nó khác, hoặc là hệ toàn bộ là hệ vách cứng nó khác, hay đấy nó cái chống lại con ngón khác nhau. Bây giờ tiêu chuẩn chả quyết định cụ thể gì cả thì nó quyết định là 40 mét đi, thì mình lý luận là ô đối với một cái kết cấu nó bị rất nhiều các tường chống lại cái sự con ngót đấy khắp mọi nơi mà 40 mét tiêu chuẩn vẫn cho pass, thì tại sao một cái kết cấu mà là chỉ có cái lõi phía trong là chống lại con ngót là lớn, hoặc các cái cột phía ngoài nó rất là có cái nó sẽ cái chống lại con ngót qua cái cột nó sẽ bé vì cái gọi là cái inertia của nó ấy. Theo phương đấy nó sẽ thấp hơn rất nhiều so với các tường, thì tại sao lại không thì mình nghĩ là nếu mà mình một cái cấu như vậy, một loại cấu như vậy thì việc có 45 mét thì hay là 50 mét thì nó vẫn sinh ra cái độ cản trở con ngót là thấp hơn trong cái cấu toàn bộ là tường. Thế thì cái lý giải đấy đưa ra thì đối với việc gọi là về mặt con ngót thì đấy là cái công trình mà đưa ra cái ví dụ đấy thì bên giám sát họ là hoàn toàn có thể là đồng ý với cái đó. Nhưng mà nếu mà để mà nó bảo là để đưa ra hẳn định nghĩa như cái em đưa ra sau ấy thì rất là khó. Bản thân em nghĩ là giám sát sẽ khá khó là chấp nhận cái chuyện đó. Chỉ muốn là trao đổi ý với mọi người thôi. Chính xác là mình nhớ là họ, ví dụ như trong tiêu chuẩn ghi là 40 mét là không kể tới nhiệt độ đúng không? Ví dụ công trình mà nó ví dụ như 70 mét thì mình cắt đôi thì chết rồi. Nhưng ví dụ như công trình 43 mét ví dụ đó, là chẳng lẽ 43 mét lại cắt đôi nó làm hai cái đúng không? Đúng rồi. Trường hợp rất là khó chịu. Tức là thà nó dài cũng cắt luôn. Thì đấy, cái người có xe lúc đầu thì nó rất là kỹ. Ra bên em lâu lâu cũng gặp những cái công trình như vậy thì thường á thì tính ra luôn, như mô hình lên rồi tính ra nội lực, nếu mà nội lực mà 45 mét mà nội lực mà nó đi vô mấy cái lõi cứng mà nó chấp nhận được á thì mình để luôn, mình chắc cuộn thép. Đấy luôn.
Còn cái 40 mét em nghĩ là để mà đơn giản quá thì dưới 40 mét là khỏi cần tính luôn, không cần tính khỏi là gì hết. Như là không cần tính, nhưng mà từ 40 mét trở lên thì bureau consult có nghĩa là bên thẩm định người ta có quyền đặt vấn đề với mình, tức là về 40 mét nội lực nó như thế nào thì mình phải tính ra, mình chứng minh cho người ta thấy chứ. 41, 42, 43, 45 mà nội lực vẫn còn đủ, mình bố trí đủ thép thì vẫn để nguyên. Nhưng mà vấn đề là ví dụ như nếu như kể tới nhiệt độ, tức là ví dụ như ở Pháp thì thường đặt thép là chỉ có thép là vùng nén là không đặt đúng không? Ví dụ trong sàn chỉ đặt gối với lại dưới Vâng. nắp dưới với lại tinh gối thôi. Nhưng mà nếu như mà có kể tới, tức là phải 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 đặt hết toàn bộ đó. Thì đấy là cái Thực tăng ra cái mục đích này là liên quan rất là đúng, là cái ví dụ này là khi mà nói đến các thị trường khác thì người ta thấy hơi ngạc nhiên, nhưng mà Pháp là đúng thế, là mục đích thực ra là từ nãy từ cái gọi là cái thủ thuật đấy, mục đích chẳng qua là anh không cần phải tính đến nó và anh cũng chẳng quan tâm nó, là tính toán tiết kiệm thời gian này, theo mày cũng tiết kiệm, chứ mà nếu một khi anh đã mua hình vào rồi hoặc là anh tính toán vào rồi thì lại là câu chuyện khác đấy. Thế nên cái cấu tạo là nó khác cái nhau gọi nhiều là đó. cái gọi là cái mẹo để trả lời bên 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 bên, bên gọi là bên bên Chính xác. kiểm tra kiểm soát thôi, thì họ thì ra nó cũng rất là logic thôi. Thế nếu mà nó kiểm tra kiểm soát họ chấp nhận cái chuyện đó thì cứ làm thôi. Này mình Em nhớ là có thời kỳ có một số bio control là yêu cầu là cái 40 mét đấy. Cái 40 mét là tính theo diagonal, tức là đường chéo hay là đường thẳng nữa cơ. vâng, đây có cái hình ở trong cái slide của em, ở cái phần slide số mấy nhỉ, slide số 7 ấy, để có cái định nghĩa của tiêu chuẩn đấy, tính vâng tính kể cả tất cả theo cạnh, gọi là cạnh lớn nhất, kể cả đường chéo hoặc đường ngang. Tức là em lấy đường chéo thôi Đây đúng này, không? cái slide số 7 để em share để em mọi người thấy đây này, kể cả đây là định nghĩa là thế này. Nhà phía phía công ty thì lấy đường thẳng Đấy là quan điểm của công ty với lại quan điểm của Biocontrol, đó thì là cãi nhau hồ, trước. hồ hồi xưa thôi, nhưng bây giờ là cái ông mà recommendation, cái ông tiêu chuẩn, cái hướng dẫn áp dụng tiêu chuẩn của Pháp ấy cũng thành là cái tiêu chuẩn rồi ấy. Nó đưa cái hình này vào thì rất là khó cãi này, À, giám sát mà nó đưa luôn cái hình vào trong tiêu chuẩn mà anh, thì giám sát nó ok. bảo thì đây cái hình này là ông chứng minh. Ok. Ok, tức là gần như là các câu hỏi là mình nghĩ là ok hết rồi đó. Tức là phục vụ về mặt phục vụ khách hàng mình thấy đó là ổn rồi đó. Chỉ có một bạn là Trần Thái Việt muốn có một câu hỏi về thi công. Bạn có thể bật mic lên hỏi được không ạ? Bây giờ mình nghĩ là xong Alo. rồi, bây giờ mở tất cả mọi người có thể mở mic và nói chuyện được rồi đó. Alo, em chào anh Long, em chào các anh ạ. Thì Chào bạn. cho em xin phép đặt một câu hỏi, thì nếu mà các anh nào mà trả lời á, hay là góp ý á, thì cứ trả lời nha. Em cũng không có cần phải đích thân anh Tân hay là anh Lộc hay là anh Ninh gì trả lời hết ạ. Thì thế này anh, tức là em muốn đặt câu hỏi là về vấn đề nứt. Thông thường á, các dự án thi công hầm hoặc là thi công kết cấu nhà cao tầng á, thì sẽ sau một thời gian thi công á, có thể là thi công xong phần thô rồi bắt đầu xuất hiện vết nứt, thì sẽ có công tác kiểm định vô để kiểm tra và đánh giá vết nứt. Thì ban đầu anh Tân cũng có nói là họ chỉ gọi là đưa ra cái giải pháp xử lý là chủ yếu để tránh xung đột các bên, hoặc là đưa những cái ý kiến của họ để mà các bên cùng tham vấn. Tuy nhiên em lại nghĩ là cái chỗ này nó không phù hợp ở chỗ là khi mà xuất hiện vết nứt thì mình phải đánh giá được nguyên nhân. Tại vì em ví dụ nếu mà nguyên nhân thiết kế chẳng hạn là do thiếu thép, do đẩy nổi hay là do thiếu những cái vấn đề về gia cường á, thì lúc đó mình sẽ có giải pháp xử lý khác, là mình sẽ phải thêm bê tông hoặc là mình khoan cấy thêm tấm thép gì đó để gia cường khả năng chịu lực. Nhưng nếu khi mà mình đánh giá là cái nguyên nhân nó xuất phát từ vấn đề như là con ngót khô chẳng hạn, thì tất nhiên là cái cách xử lý của mình nó khác, không phải là chuyện thêm thép như vấn đề thiết kế. Thì lúc đó thì mình phải có nghĩa ý em là mình phải đưa ra được cái đánh giá phù hợp để từ đó mới đưa ra được một cái giải pháp phù hợp. Còn em thấy đa số bây giờ thì các đơn vị là cuối cùng cũng chỉ là bơm keo, thì khi họ đưa về cái nguyên nhân là con ngót khô. Tuy nhiên em cũng đặt thêm vấn đề nữa, nếu trong trường hợp mình áp cái nguyên nhân hoặc là mình phân tích ra cái nguyên nhân nó là con ngót khô, tại vì là con ngót khô của mình là nó xảy ra là khoảng chừng là tính đợt tháng cho đến vài chục năm,
Như vậy nếu mình xử lý con nó khô trong cái giai đoạn mà chỉ mới thi công xong khoảng chừng kết cấu thô khoảng chừng năm, thì như vậy trong vòng vài chục năm tiếp theo nó tiếp tục xuất hiện thì mình sẽ giải quyết sao? Như vậy rõ ràng mình giải quyết chưa triệt để là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là nhà thầu thường chỉ bảo hành trong khoảng chừng 2 năm. Như vậy trong trường hợp những năm tiếp theo nữa thì nếu xảy ra chuyện nứt này thì chủ đầu tư sẽ là người bị thiệt hại nặng nếu họ không có cái phân tích, có một cái bản đánh giá nguyên nhân và cách khắc phục triệt để. Thì không biết là các anh gặp trường hợp này và sẽ giải quyết như thế nào. Rồi em xin cảm ơn. Cho em tham gia một chút về cái câu hỏi của bạn Việt à? Dạ tên Thái anh. Thái. Dạ em tên Thái. Dạ. Thái mình về cái câu hỏi của Việt thì nó là một cái tình huống thực tế thì mình thấy cũng hay gặp đấy. Thì mình có mấy ý trả lời lại như thế này nhé. Thứ nhất đó là mình nhấn mạnh lại là đối với trường hợp mà nứt kết cấu nhé. Nứt kết cấu mà nó không phải là những cái sự cố mà nó có tính chất nghiêm trọng cần phải gia cường sửa chữa, đúng nhỉ? Đấy thì Việt Nam mình ấy, mình nói là Việt Nam mình thì các ông nhà thầu thì hay đổ cho vật liệu, đấy là co ngót. Thế còn nếu như mà xét về co ngót ấy thì phải nếu mà tính cả co ngót khô nhé. Thì mình là người mà cũng làm nghiên cứu, mình làm ở trong phòng thí nghiệm mà mình trực tiếp đo biến dạng co ngót ấy trong những cái buồng khí hậu chuẩn và trong điều kiện khí hậu tự nhiên đấy, thì bạn phải hiểu như này, với tiêu chuẩn Việt Nam ấy thì cũng quy định là cái thời gian đo nó chỉ là 120 ngày thôi. Đấy. Thế là sau khi bạn đổ mẫu xong, bạn đo 1 2 3 7 ngày, sau đấy thì 14 ngày, sau đấy cứ sau 14 ngày thì bạn cứ đo một tuần hay là 14 ngày gì đấy một lần đấy. Đấy thì nó có cái tiêu chuẩn để quy định cái việc đo đấy. Còn trong trường hợp mà bạn có những cái indicator điện tử hoặc là LVDT điện tử mà kết hợp với những cái data logger ấy mà bạn có thể là record cái data của bạn nó một cách liên tục ấy thì bạn có thể không phải đo một cách thủ công, ghi số liệu một cách thủ công. Đấy, nhưng mà cái thời gian quy định là 120 ngày. Còn sau đấy thì cái co ngót nó vẫn có nhưng mà nó sẽ ở một mức nó ổn định. Đấy, hoặc là nó có thể tăng so với cái mức 120 ngày đấy nhưng mà nó cũng tăng không nhiều. Đấy. Thì ví dụ như là mình đưa ra một cái thông tin bổ sung thêm, ví dụ như là trong cái tiêu chuẩn thì thường, ví dụ như là co ngót tổng nhé, mình nói co ngót tổng ấy của vật liệu bê tông trong cái tiêu chuẩn quy định khoảng giá trị mắc đầu khoảng 400 micromet trên mét ấy. Đấy. Thì ở Việt Nam mình ấy, trong cái điều kiện gọi là tiêu chuẩn khí hậu của mình ấy, thì nó có thể nó lên đến giá trị mắc nó vào rơi khoảng 600 micromet trên mét. Đấy. Thế nên là nếu như trong trường hợp mà không thể đưa cái lý do là co ngót khô nó vào khoảng vài năm hay vài chục năm sau nó vẫn có co ngót khô được đấy, để giải thích cho những cái nguyên nhân thì đấy là không phải. Khi đó với cái tuổi thọ lớn của công trình rồi mình sẽ phải đi tìm những cái nguyên nhân khác để lý giải hợp lý hơn. Còn đối với trong trường hợp mà xảy ra nứt mà nứt sớm ấy, tức là không tính thời gian, có thể nó là ngay sau khi thi công hay là trong thời gian sau khi thi công khoảng một tháng hoặc là một vài tháng đấy, mà nó xảy ra những cái sự cố mình nói nghiêm trọng hơn mà đến mức phải sửa chữa, phải gia cường đấy, thì lúc đấy không thể đổ cho cái co ngót được. Đấy. Mình bổ sung cái câu trả lời như vậy để không biết là Thái có đồng ý không? Dạ em cảm ơn câu trả lời của anh ạ. Thì có một chỗ là em cũng anh có cung cấp thông tin á, là cái chỗ mà cái khả năng á, là mà nó gọi là giảng cái khả năng mà nó chỉ phát triển là khoảng chừng 600 micromet đúng không anh? Thì đấy là cái mình không nói đến phân tách ra thành phần, ví dụ như là con ngót dẻo, con ngót mềm, à là tổng hết luôn, hay dạ, là con ngót từ co ấy, từ thân autogenous hay là drying syncret ấy, mà nó mình gọi ở đây là co ngót tổng. Dạ.
Dạ ok, rồi em cảm ơn anh. Và vậy thì cũng theo thông tin của anh là đánh giá là khoảng chừng sau 3 tháng đúng không? À 4 tháng đúng không? Là theo tiêu chuẩn của mình là 120 là ngày. Nếu á. Như mà để một cái quy trình đo biến dạng dạ. co ngót ấy, mà theo tiêu chuẩn Việt Nam ấy, thì người ta quy định đo là 120 ngày. Đấy, dạ. Còn nếu bạn muốn đo thêm nữa vẫn được, bạn vẫn làm được. Nhưng mà để ra được một cái con số mà có thể bạn đưa vào tính toán được thì tối thiểu bạn phải đo trong 120 ngày. Đấy. Đấy, à, dạ 120 ngày là 120 ngày là thường là khoảng phải 4 tháng. 6 70 đến có thể đến 80% con ngót là xong đó. À, đấy. Dạ. Thì sau đấy nó có thể vẫn tăng, nếu bạn đo tiếp nó có thể vẫn tăng nhưng nó sẽ không tăng, tăng ở tăng như cái giai đoạn nhỏ thôi. Giai đoạn đầu được. Đó. Thì mình nếu như mà mình thì mình thì đó thì ví dụ như nó có hai loại fitness, một là fitness mà phần lớn hôm nay mọi người giới thiệu đó là fitness do không phải là fitness non structural, tức fitness không phải do kết cấu. Còn dĩ nhiên fitness do kết cấu, ví dụ như bạn nói do đẩy nổi này nọ thì là bây giờ khi mà ví dụ như khi thi công xong đầu tiên khoảng một thời gian tháng hai tháng nhìn thấy không vấn đề gì hết, sau đấy bắt đầu nứt thì lúc đấy cái việc đầu tiên là phải kiểm tra xem thử là nứt kết cấu hay không chứ, sau đấy phải tính lại cái sàn. Bọn mình đã có một số cái công trình là phải thêm cọc, mà thêm cọc tức là nó thi công xong tầng hầm rồi nữa là thêm cọc, lúc đấy là không có thêm cọc to được nữa mà phải đóng thêm đóng các cái cọc thép đó, micropier đó, mà có thể phải trả giá rất là nhiều do tính thiếu áp lực nước đó. Tức là nếu như mà sau một thời gian dài bắt đầu phát hiện thấy vết nứt thì phần lớn là vết nứt do kết cấu kiểu đó, thì lúc đó là phải tính lại kết cấu chứ. Chứ còn không sau vài năm hoặc một vài chục năm mà bảo nứt do co ngót thì đúng rồi, lúc đấy thì ai tin nữa. Mặc dù chính xác là nó là cái vùng xám rất nhiều nhưng mà không đến nỗi xám quá đâu. không biết ở các nước khác như nào chứ còn ở Việt Nam thì cái việc mà quan trắc mực nước ngầm ở trong giai đoạn thi công thì nó là một cái việc không phải dự án nào cũng thực hiện. Quan trắc biến dạng thì hầu như dự án nào cũng có, nhưng mà quan trắc mực nước ngầm thì thường là mực nước ngầm trong quá trình thi công thì có nước ở đâu thì bơm đến đấy thôi, hoặc là bơm nước trước thôi. Có rất nhiều dự án là mực nước ngầm chỉ được quan trắc ở trong cái giai đoạn khảo sát địa chất để mà ra được cái thực hiện khi mà khoan khảo sát địa chất để mà ra được cọc địa chất thôi, chứ còn trong khi mà quá trình thi công gần như bỏ qua cái bước đấy. Và cái ví dụ mà case study và thứ hai mà mình đưa ra đó là cái dự án mà nó xây dựng ở trên một cái hồ mà trước đây nó một cái hồ và sau đấy thì người ta san lấp đi đấy, thì nó xảy ra như vậy. Thì thông thường là khi mà ở những cái vị trí ví dụ địa chất Hà Nội này có rất nhiều sông hồ thì cái địa chất có thể là nó trong một cái khu vực xây dựng nó tương đối là rộng thì địa chất nó cũng có thể là đã có sự biến động rồi. Ok, cảm ơn bạn Tân, bạn Thái. Bạn Thái còn câu hỏi gì nữa không? Không, cho em ý kiến một chút là anh Long ơi. Vâng, thì đúng nãy thì bạn Thái có hỏi anh Tân và anh Tân trả lời về cơ bản là rất là đúng về mặt liên quan đến bệnh học đấy, bởi vì là nếu mà chúng ta không có công cụ biết được bệnh được thì bắt buộc phải đưa giả thiết, mà đưa giả thiết thì dựa trên kinh nghiệm thì thông thường ấy cái hiện tượng là co ngót thì thường là có nguy cơ gây nứt ở tại thời điểm trong thời gian đầu rất là lớn, và sau thì nó sẽ cái nguyên nhân là nó sẽ ít đi bởi vì cái tốc độ bốc hơi nó chậm đi. Vì sao chọn 120 ngày mà không phải là 200 ngày, 300 ngày? Bởi vì người ta cho rằng là bởi vì cái co ngót biến dạng ấy nó phụ thuộc vào cái lượng bão hòa nước, tức là ví dụ nước bốc hơi 50% rồi là gần như là cái trạng thái gọi là nước khó bốc hơi thêm nữa, bởi vì là những cái lỗ rộng rất là nhỏ, rất là sâu nên không thể tiếp tục bốc hơi nữa. Nên thế thường người ta chọn 120 ngày hay bao nhiêu ngày đấy theo tùy từng tiêu chuẩn từng nước để là chọn là đạt đến cái trạng thái gọi là trạng thái gần tới hạn, mà trên thực tế mà cái độ bão hòa nước ở trong bê tông có thể đạt được. Nên thế có ngót nó không phải là cái biến mà quá phụ thuộc vào thời gian trong Eurocode ấy tính, bởi vì đơn giản là nó giả thử với một cái tốc độ bốc hơi là hàng số, thì cho nên thế cái càng về sau càng theo thời gian nên vì thế là cả cái lượng bốc hơi càng nhiều nên có ngót càng lớn. Nhưng trên thực tế có ngót là cái giá trị chỉ phụ thuộc vào cái lượng nước bão hòa trong vật liệu thôi. Nên vì thế là
như anh Tân nói đó, thì làm thí nghiệm 120 ngày để cho được cái giá trị tương đối gọi là sát với giá trị lâu dài rồi, nên mình không bao giờ băn khoăn về cái hiện tượng con hót về sau này nữa. Đấy. Đấy là cái ý kiến mà em muốn chia sẻ. Một cái nữa và quên mất, không lại không hỏi Tân là cả trong cái bài trình bày của Tân ấy, có cái công thức là epsilon bằng tổng của con ngót cộng với nhiệt cộng với đàn hồi cộng với dẻo cộng với từ biến, thì hình như là Tân dùng cái công thức này để tính toán nghiên cứu cho ứng xử của bê tông ở tại early age, tức là cái bê tông non đúng không? Nó là một cái công thức mà nó... tức là có phải là này nó rất nhiều, có nhiều giả thiết, bởi vì theo có thể hiểu... là một cái công thức để cho mọi người hiểu được rằng là đúng nếu rồi. Như mà cái bê tông nó đã nứt và trong cái biến, tức là cái biến dạng của nó vượt quá cái khả năng chịu biến dạng của nó, và trong đấy nó có thể nó là bao gồm cả co ngót, có cả tải, có cả nhiệt, có cả tải trọng, và thậm chí có cả từ biến đấy, chứ không phải là thế nên mà mới nói được rằng thế nên mới nói là nếu như mà một người mà mình đến mình kiểm định một cái công trình đấy, một cái ông nói là nhà thầu thì nói là cái này nứt do co ngót, ông khác ông nói không, cái này không phải nứt do co ngót mà nứt do một cái nguyên nhân nào đó, ví dụ ăn mòn cốt thép chẳng hạn đấy, nứt cho ăn mòn cốt thép. Thì bây giờ nếu là như là mình bảo là nếu như mà tôi không thể chui vào trong môi trường vật liệu bê tông để tôi nói rằng là cái đấy nó không phải do co ngót được, nếu như cái vết nứt đấy nó xảy ra ở cái giai đoạn ví dụ như là vừa đổ xong bê tông một tuần chẳng hạn, nó đã nứt rồi đấy, đấy. Phải không ạ? Đúng rồi. Thì còn nếu bổ sung thêm một chút về cái câu hỏi trên của bạn là bạn có nhận xét rằng là tại sao ở Việt Nam mình cuối cùng cứ đi về một cái lựa chọn là bơm vữa hóa chất để mà bịt hay là chám cái vết nứt đấy lại. Cái việc đấy nó vẫn thường xảy ra, bởi vì sao? Bởi vì là trong thực tế là như thế này, trong thực tế là có thể là thiết kế đúng rồi, đủ rồi, thi công đúng đủ rồi, vật liệu đảm bảo chất lượng rồi, nhưng công trình nó vẫn nứt và độ mở rộng vết nứt của nó có thể nó vẫn là nhỏ hơn 0,2 hay 0,3. Đấy, nó có thể thậm chí nó là nhỏ hơn so với cả giá trị tính toán thiết kế, nhưng người ta vẫn bơm. Bởi vì sao? Bởi vì chủ đầu tư ấy, người ta thường lo ngại rằng là cái vết nứt đấy nó sẽ phát triển hơn theo thời gian. Mặc dù người ta không biết về mặt kỹ thuật, nhưng mà người ta nghĩ rằng về mặt theo thời gian, ví dụ một cái công trình nó sẽ già cỗi đi, rồi nó sẽ ra, nó nứt nẻ ra. Đấy, hoặc là người ta lo lắng rằng là cái việc có những cái vết nứt như vậy sẽ đẩy nhanh những cái quá trình mà xâm nhập của những cái tác nhân, ví dụ như tác nhân gây ra ăn mòn, ví dụ đối với công trình mà nó tiếp xúc với nước, ví dụ như là sàn tầng hầm chẳng hạn, hoặc đối với công trình mà nó ở ven biển chẳng hạn, ví dụ như là đê quai hay là cảng hàng hóa gì đấy, tiếp xúc với biển, tiếp xúc với sông chẳng hạn, ngập mặn chẳng hạn, hoặc thậm chí đối với trong những cái môi trường, ví dụ như là trong môi trường hóa chất chẳng hạn, những cái nhà máy hóa chất có những cột bê tông nó bị nứt, mặc dù nó rất nhỏ, vẫn nằm trong phạm vi cho phép đấy, nhưng người ta vẫn xử lý là để ngăn chặn những cái tác nhân như vậy. Đấy, nó vào nó làm cho cái quá trình là ăn mòn cốt thép nó diễn ra nhanh hơn, thay vì là mình tính là nó 50 năm thì nếu như mà nó có vết nứt ví dụ 0,1 chẳng hạn, mình vẫn chấp nhận cái vết nứt đấy, nhưng mà nếu có trong cái môi trường đấy thì ăn mòn cốt thép có thể nó không phải là 50 năm nữa, mà nó thậm chí là nó xuống còn có 20 năm 30 năm thôi. Thì lúc đấy nó phải những cái hư hỏng ở phía sau không phải là do cái vết nứt đấy. Đấy, mà cái vết nứt đấy nó là một cái chất dẫn thôi, để dẫn những cái khác nó vào, nó làm hỏng cái kết cấu của mình. Ok, nên nói có một số bạn raise hand, thì hãy để nhường lời cho trước tiên. Nhưng là mình thấy là Thọ, bạn Thọ với lại bạn Văn Sơn Võ, đúng không? Võ Văn Sơn thì nó có raise hand. Thì hai bạn có thể bật mic lên nói được không ạ? Alo, anh sẽ raise hand đi anh. Chào vâng, em Sơn đây ạ. Em chào tụi anh. Thì cho em hỏi anh Ninh một câu là lúc anh so sánh cái công thức của AeroCode với cái Modern Code 2010 ấy, thì có công thức mà anh thấy trong cái Modern Code 2010 nó có trong epsilon SM trừ epsilon CM trừ thêm cái epsilon CS ấy. Thì em hiểu là cái công thức này nó dùng để tính cái tức là cái con ngót ngắn hạn, nhưng mà thực ra ở trong công thức của AeroCode 2 ấy,
mình cũng có thể đưa cái epsilon cs, tức là cái biến dạng do cái, đúng rồi, cái tác mô cuối cùng nhé. Thì em nghĩ mình vẫn hoàn toàn có thể đưa cái epsilon cs vào trong trường hợp tải trọng tương đương, thì sau mình mới tính cái epsilon sm trừ epsilon cm ấy. Công thức này theo mình là nó tính được ở tất cả các trường hợp, kể cả ngắn hạn lẫn dài hạn. Tức là cái CS này là Vâng, phần đúng rồi ạ. của con ngót, thế còn phần này là phần Vâng. của, nếu mà theo hiểu công thức này thì đây là của phần của con ngót, còn đây là phần Đúng rồi ạ. của bình thường Dạ là cơ dạ. học đấy. Thì mình chỉ cứ Vâng. đặt phần này là phần con ngót, là phần thêm vào trong cái độ biến dạng này. Ừ. Vâng, thì thực ra ý em ấy là trong công thức error code ấy, thì thực Ừ. ra cái epsilon CS này mình cũng tính được, nhưng mà mình tính một cách, tức là mình tính vào cái lực để tính công thức R mắc nhân cho epsilon SM trừ epsilon CM ấy. Tức là trong công thức ấy thì nếu như em đưa ra cái trường hợp cơ theo bằng một trường hợp tương đương là tải trọng nhiệt độ đi, rồi sau em combine cái Vâng. lực của nó vào cái lực mình tính Kg các mặt năng ấy, thì sau đó thì ý em là cái tác M này nó cũng thực ra nó nằm trong thôi, vì khi mình nhìn 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 như thế này thì mình nghĩ là cái bản chất nó khác nhau rất là nhiều ấy, nhưng mà thực ra thì em nghĩ là cái đó đã đưa được vào trong công thức error code, nhưng mà nó lại một cách khác nhau, tức là nó dưới 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 dạng một trường hợp tải trọng. Ok, thì có Ok, thể là đi đi ok sâu rất đồng đi ý. sâu vô công thức thì có thể đi sâu sau ha. Lên 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 right hand nói luôn đi lên. À rồi, các bạn nghe được không? Nghe rõ lên này. À rồi, mình có một cái comment một tí xíu thôi, tại vì là cũng để ý thấy một số bạn là băn khoăn rằng là cái cuối cùng ấy của cái công tác gọi là như kỹ sư của anh em mình ấy, thì là phải tìm hiểu được cái nguyên nhân bản chất của cái việc vết nứt như nào, đổ cho vật liệu hay là cho cái cấu chịu lực. Đấy thì như chúng ta thì cũng đã trao đổi rồi, có hai loại, đấy là cái vết nứt mà trong giai đoạn đầu bê tông khi gọi là đang phát triển cường độ ấy, nghĩa là tuổi còn còn ít ấy. Đấy, và cái giai đoạn sau này, đấy, giai đoạn chịu lực dưới cái tác dụng của cái tải trọng thiết kế ABC gì đấy. Thế thì cái giai đoạn đầu ấy là được xác định rằng là cái ảnh hưởng do nhiệt này, do con ngót là nhiều, đúng không? Mình thì chỉ gọi là muốn hỏi cả nhà một câu rất là ngắn thôi, và vì thời gian không có nhiều nên là cũng chỉ đề xuất là trong 5 giây mọi người trả lời ngay. Đấy là nếu mà chúng ta muốn muốn tìm ra, hoặc là ít nhất là gọi là dự báo có thể vết nứt mà do con ngót trong kết cấu mà nó xảy ra ở chỗ nào, thì chúng ta làm thế nào? Sử dụng frame một cách đơn giản. Thì bạn Tân, mình thấy để ý là bạn Tân cũng có mô hình frame, không không biết là cái tác dụng đấy có ý nghĩa gì không. Đấy, thì nếu mà để tính cái như là cái chỗ này nó có thể nứt nứt này, đấy, do có ngót chỗ kia cũng có thể nứt đấy, thì làm sao để xác định cái việc đó? Thực ra là có đấy anh ạ, nhưng mà nhưng mà vì cái phương pháp tính toán này nó phức tạp và lâu, thậm chí là nó đòi hỏi cái tài nguyên tính toán rất là lớn. Nó chỉ tùy từng trường hợp mình phải coi, và thông thường thì tính toán với thực tế là có sự chênh nhau, bởi vì tính toán thì phụ thuộc vào cái dữ liệu đầu vào rất là lớn, thông số vật liệu, ví dụ là năng lượng phá hủy ở bao nhiêu, cũng có rất nhiều. Nếu mà mô phỏng đến cấp độ phá hủy ấy, nó đòi hỏi rất là nhiều thông số, và thậm chí như ngoại trong cái bài trình bày của em ấy, thậm chí là muốn để mô phỏng vết nứt lan truyền bởi các tác nhân khác vân vân ấy, thì đòi hỏi một cái cấu trúc vật liệu cần càng sát với thực tế nhất có thể. Tức là, hay nói khác là mình có một cái công trình, mình bắt buộc phải chụp 3D, chụp 3D tức là chụp xuyên qua như kiểu chụp xương ấy, chụp cơ thể người ấy, chụp lấy hết toàn bộ cấu trúc của vật liệu đấy, rồi sau đó đưa vào cái mô hình tính toán, rồi xong rồi mô phỏng, rồi xong không cứ mô phỏng về cái chịu kết cấu tải trọng như thiết kế đâu, lực đâu, mà nó phải đưa những cái bài toán ví dụ tác động môi trường như thay đổi nhiệt độ, độ ẩm, rồi xong có sự xâm thực cái chất này vào chất kia ra, rồi xong có phản ứng hóa học ở trong vật liệu vân vân. Tức là có những cái mô hình đấy, mà thậm chí là những cái đấy đã được ứng dụng ở trong những cái an toàn hạt nhân ở Pháp, những cái lò phản ứng hạt nhân ở Pháp, có những cái trung tâm nghiên cứu cái độ an toàn hạt nhân ở Pháp bắt buộc có những cái mô hình đấy để họ kiểm tra lại, và thậm chí là dự báo và cảnh báo sớm. Thì nhưng mà tất nhiên là những cái đấy là nó chỉ hiện nay là dừng ở cái mức độ nghiên cứu và phát triển thôi, còn để ứng dụng thì nó
những cái nó đòi hỏi tài nguyên tính toán kinh khủng khiếp luôn, bởi vì những cái công ty tư vấn thiết kế những cái bộ tính toán máy tính toán nó không đủ để thực hiện đấy, phải những cái siêu máy tính nằm ở CEA hoặc là như ở trung tâm năng lượng hạt nhân nguyên tử của Pháp, những cái siêu máy tính đấy thì mới ra những giải quyết bài toán lớn như thế. Không, đúng rồi, cái đó thì mình hiểu. Thế nhưng mà ý của mình muốn nói là dưới góc độ là anh em ta là kỹ sư thôi, kỹ sư mà sử dụng các cái phần mềm thông thường, chẳng gì đặc biệt, thậm chí là tuyến tính. Làm thế nào để biết được là chúng ta cần phải lưu ý chỗ nào về chỗ đấy, chắc là nó sẽ nứt đấy. Đấy thì ý mình là mình hỏi như vậy. Nghĩa là dùng SAP chẳng hạn hay dùng bất kể một cái chương trình nào. Đấy thì cái cuối cùng ấy, cái mục tiêu cuối cùng theo cái quan điểm của mình là như này: nếu chúng ta là một kỹ sư và cố gắng là một cái kỹ sư gọi là tốt ấy, thì chúng ta phải có cái khả năng ước lượng, gọi là ước lượng, cho dù trong hoàn cảnh nào mình cũng phải ước lượng được ra nó thế nào đó. Đấy thì ví dụ như chẳng hạn cũng có một cái bạn hỏi về, ví dụ tôi có một cái hầm, một cái vỏ hầm bị nứt này, rồi là như là bạn Dương nói là đấy, một cái sàn nhà ở đấy, cái chỗ này cũng có thể bị nứt. Nhưng mà ý tôi là làm thế nào đấy để mình gọi là không cần phải làm gì mà cũng biết được chắc là chỗ đấy nó nứt. Đấy thì không biết các bạn có ý tưởng gì không? Thì em vừa nói trong cái bài. Anh Linh ạ, của em thì em quan điểm dùng phần mềm Affinity kiểu một cách đơn giản trong Google thiết kế ấy. Thì bọn em sẽ tính cho robot, thì bọn em tính ra cái biến dạng tương đương cho trường hợp con ngót đi, rồi sau em sẽ tính ra một cái nhiệt độ tương đương, rồi em coi như nó là một trường hợp tải trọng, rồi sau em nhìn cái đề phòng ba sợ, tức là em áp dụng cái nhiệt độ lên cái mô hình của mình nhé, rồi sau em nhìn cái biến dạng của nó, thì những vùng nào mà em thấy biến dạng lớn thì em nghĩ là thực ra sau đó thì bọn em có quá trình tìm vết nhất thôi, nó cũng ra hết thôi, nhưng mà nhìn được cái sơ đồ biến dạng thì cũng sơ được tìm được những cái vùng nào mà nó chịu ảnh hưởng. Thứ nhất là cái hiệu ứng cái VDAS, tức là cái nó bị con trend ấy. Thứ hai là do cái biến dạng lớn, bọn em sơ là thấy được ạ. Đúng rồi, cái đấy là một cái giải pháp. Apply một cái nhiệt độ thôi, apply một cái nhiệt độ xem chỗ nào ứng suất cao nhất thì chỗ đó dễ bị thôi. Hoặc là nhìn thôi, hoặc là nhìn con chỗ nào cứng nhất. Thì khi mà thi công mà bố trí các cái, khi mà thi công bố trí các cái construction drawing thì mình phần lớn cũng thế mà. Nhìn chỗ nào cứng nhất thì cắt chỗ nó ra. Giống như cái bài Dương giới thiệu đó. Như cái bài Dương giới thiệu đó thì cái chỗ mà liên quan đến cái câu hỏi của anh Linh ấy, thì thực ra thì em cũng hiểu cái ý của anh đấy, em hiểu cái ý của anh. Thì trong đấy thì có một cái phần thì Châu trả lời thì có bạn NNB đã trả lời rồi, nhưng mà để mà ví dụ như anh nói rằng là dự đoán xem một cái kết cấu mà nứt do co ngót thì nó nứt ở đâu thì có cách nào để làm không, một cách đơn giản nhất phải không ạ? Đúng rồi. Đấy thì ý rồi, như mình rồi. Nói tại vì là chúng ta bàn về cái vết nứt, nhưng mà ít nhất là chúng ta phải biết được nó là thế nào, thì đúng là cái cách thông thường nhất mà anh em nào mà đang sử dụng phần cứu hạn ấy. Thì cứ đưa vào đó là một cái nhiệt độ, có nghĩa là cho một cái giả sử một cái sàn đó nếu mà nó được tự do thì là cái biến dạng con ngót của tự do của nó là như thế nào. Mà sau đó thì mình chuyển nó thành cái nhiệt độ, cái tải trọng nhiệt độ, và chỉ áp cái tải trọng nhiệt độ cho cái thành phần mà mình muốn nó là con ngót thôi, thì nó sẽ tự tạo ra các cái phân bố lại nội lực, rồi là cưỡng bức thế này thế kia, và chúng ta có thể nhìn thông qua cái ứng suất chính, cái trường ứng suất chính đấy, thì có thể biết được là nó phân bố là như thế nào. Đấy là ít nhất là như thế. Đấy, thế còn là thực ra hiện tại thì đâu có cái phần mềm nào, sorry Linh, nhưng hiện tại đâu có phần mềm nào mà áp dụng được cưỡng bức, chuẩn bị cưỡng bức đâu. Phần lớn là chỉ có áp nhiệt độ thôi. Thì đấy, đúng rồi. Không đấy. Có công cụ nào khác. Chính xác, có nghĩa là thực ra cũng có những cái phần mềm chuyên dụng thì người ta gọi là người ta bóc tách ra, nhưng mà về bản chất ta khi mà tính toán thì bao giờ cũng chuyển qua một cái tải trọng tương đương nào đó thôi. Đấy, thì thực chất là như vậy. Đấy, thế còn... Okay. Cái kỹ thuật nó rất là hay, thì có thể là có nhiều người bạn nó có cái hạn chế cái kỹ thuật này, quên mất. Sơn có thể nói cái hạn chế của phương pháp ứng suất tương đương là nào nhỉ, quên mất đấy rồi. Thực ra em nghĩ hạn chế cái này là làm sao mình tính được cái nhiệt độ cho đúng thôi. Em nghĩ mà mình làm sao mà tính được nhiệt độ đúng bây giờ. Thực ra công thức mà tính cái con ngót em nghĩ là phần lớn là công thức thực nghiệm nhiều, thì tất nhiên thì khi làm thực nghiệm thì em nghĩ có những trường hợp thì nó sẽ không sát thực tế lắm.
thì em nghĩ chị hạn chế là thế thôi. Còn em cũng không không biết có cách nào khác làm trong thực tế, thì làm cách nào mà nhanh hơn để cho anh em thiết kế. Lúc nãy có cái bạn ấy hỏi là cái việc cái tấm mỏng ấy nó bị nứt do con ngót ấy, thì bây giờ trên cái tấm mỏng đấy bây giờ nó nói nó nứt ở đâu? Thì giờ lúc thì nãy trong công thức dạ vâng, trong công thức tính cái nhiệt độ tương đương anh, nó có tính đến chiều dài nhỉ? Có tính đến hạt không, tức là cái chiều dài làm việc của kết cấu ấy. Thì thường thường càng mỏng thì tốc độ bay hơi càng nhanh, nếu như là từng dài hạn thôi. Thì em nó có tính đến, nhưng mà nó có tính đến chính xác 100% hay không thì em nghĩ là không. Thì em nghĩ hạn chế ở đây là công thức mình dùng để tính được cái nhiệt độ tương đương thôi. Cho cái bạn mà có cái câu hỏi tấm mỏng đấy thì mình có thể bổ sung là các bạn có thể tham khảo, nếu mà muốn đo cái biến dạng của cái tấm mỏng đấy, ví dụ có thể là trong mà các cái thí nghiệm co ngót thì bọn mình cũng hay áp dụng một cái thí nghiệm nó gọi là ring test, tức là các bạn đổ một cái vòng như một cái nhẫn đấy, xung quanh là một cái khung bằng thép, trong mặt trong ở cái khung thép đấy người ta dán những cái strain gauge. Vậy thì khi bê tông nó co ấy thì nó nén lên cái vành thép đấy, thì từ đo được biến dạng ở trong cái vành thép đấy thì ra được cái ứng suất của trong bê tông. Và nếu mà biết được cái giá trị mô đun thì các bạn tính ra được cái biến dạng đấy. Thì nếu như mà bạn lúc nãy bạn có câu hỏi về cái tấm mỏng vật liệu tấm mỏng bị nứt do co ngót, mà muốn xác định cái biến dạng của nó có phải do co ngót không ấy, có thể tham khảo cách mà là làm về thực nghiệm, không phải làm về mô phỏng. Đúng rồi, chính xác cái phương pháp này, đúng rồi cái phương pháp thí nghiệm này có thể xác định ở trên tấm mỏng. Mình quay lại là một chút. Bọn mình thì cũng đã đo rồi trên bê tông rồi, thường rồi trên bê tông cường độ cao có sợi thép đấy thì nó tùy thuộc vào biến dạng như lớn hay nhỏ, có thể trong vài ngày, hoặc có thể ví dụ với bê tông mà có sợi vào nó có thể vài chục ngày nó mới nứt. Mình xin lỗi mọi người, nhưng mà có thể là mình phải ao một chút, thì mình để lại, mình cứ để như này, các bạn cứ tự do trao đổi nhé. Xong rồi Linh ở lại trao đổi với bạn được không? Mình thì hello anh Long ơi, hay là cảm ơn mình bế mạc đi anh, rồi sau đó thì em vẫn để lại cái phòng họp này để mọi người tiếp tục. Em cũng phải đi ăn cơm một chút để nói chung là mình thấy, mặc dù là mình làm trong cái này, mình xử lý mấy cái này hàng ngày, nhưng mà mình thấy hôm nay chính xác là qua cái bài giới thiệu của các bạn mình học được cũng rất là nhiều. Cảm ơn các cái diễn giả. Thứ nhất, thứ hai là mình cũng rất là cảm ơn các cái bạn đã tham gia nhiệt tình ngồi nghe đến bây giờ gần mấy 5 tiếng rồi. Thì rất là cảm ơn tất cả các bạn, tại vì nếu như tổ chức mà không có người nghe thì cũng không để làm gì hết. Nên là mình rất là cảm ơn các bạn đã tham gia. Còn dĩ nhiên cái cuộc vui nào nó cũng có kết thúc cuộc vui này để còn bắt đầu cuộc vui khác, nên mình xin phép mình out. Còn các bạn có thể gửi lại xong rồi trao đổi tiếp. Cảm ơn anh. Cảm ơn anh Long rất nhiều ạ. Và thế thì thay mặt ban tổ chức thì em cũng cảm ơn năm diễn giả ngày hôm nay ạ. Theo thứ tự trình bày thì có anh Tân, anh Ninh, anh Lộc, anh Dương và anh Nghĩa. Thì các bài trình bày đều rất hay và nhiều thông tin bổ ích. Sự là với giới hạn về thời gian giới thiệu thì chắc chắn là các chia sẻ trong bài hôm nay mà anh đã đưa ra thì cũng chỉ là một phần kinh nghiệm nhỏ của anh thôi. Thì hy vọng là trong thời gian tới thì chúng ta vẫn có thể tiếp tục được gặp nhau, anh vẫn tiếp tục chia sẻ và tham gia và chia sẻ kiến thức với cộng đồng. Thì xin trân trọng cảm ơn các anh một lần nữa. Cảm ơn anh Long, chắc anh Long out rồi. Thì chúc mọi người, bây giờ em sẽ dành cái diễn đàn này lại cho mọi người khoảng nửa tiếng nữa để mọi người tiếp tục trao đổi ạ. Và sau đó thì em phải set up cái phòng họp cho cái buổi từ lúc 8 giờ. Cảm ơn cả nhà. Tân ơi. Vâng, mọi người tiếp tục trao đổi đi ạ. Mời mọi người. Tân ơi, cho mình hỏi cái trong cái ở trường đại học xây dựng có cái còn liệu có quan tâm đến cái tương tác giữa co ngót và từ biến không ở tại những cái thời gian đầu của bê tông? Bọn mình có những cái nghiên cứu mà ví dụ như trong trong cái công suất mà biến dạng tổng của bê tông bằng cái của co ngót rồi nhiệt rồi cộng với đàn hồi rồi dẻo rồi từ biến đấy,
thì bọn mình có những cái nghiên cứu về 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 đo biến dạng từ biến của mẫu cột mẫu cột ngắn đấy, bằng cách là bọn mình cũng gia tải để xác định tải trọng pháo, xong rồi nghiên cứu với các cái tải trọng mà tác dụng lên khoảng bằng bao nhiêu phần trăm, 40% hay là 60% của cái tải trọng phá hoại đấy trên cái mẫu, xong bọn mình đo của đấy. Đồng thời bọn mình sẽ đặt một bên cạnh một cái mẫu cũng như vậy nhưng không chịu tải trọng để đo biến dạng nhiệt đấy. Rồi là như vậy thì khi mà bọn mình rồi là bọn mình có những cái mẫu để đo biến dạng của vật liệu ở trong cũng trong cùng cái điều kiện đấy để đo co ngót đấy. Thì khi đấy của tổng đấy bọn mình đo được trên cái mẫu chịu tải trọng đấy, mình trừ đi cái biến dạng co ngót rồi trừ đi cái biến dạng nhiệt nhé, trên cái mẫu không chịu đấy, rồi trừ đi cái biến dạng tải trọng thì bọn mình sẽ ra được cái biến dạng từ biến. Tức là gần như không có sự tương tác giữa co ngót và từ biến đúng không? Tức là cái học công thức này thì có tổng biến dạng thì là co ngót cộng với từ biến, thì tức là tương giữa từ biến và tương tác hai cái từ biến. Có tương tác thì đúng không? Thế tức là nếu liệu tức là mình đã bao giờ đo, ví dụ đo bây giờ mình có ba mẫu, một cái mẫu là vừa co ngót cộng với từ biến, một cái là co ngót, một cái diện trừ từ biến thôi, rồi xong là so sánh là ba cái biến dạng của co ngót cộng với từ biến thì bằng là tổng của co ngót cộng với từ biến không? Bởi vì theo mình hiểu là hình như hai cái hiện tượng này là nó sẽ kích họa, nó sẽ gây trầm trọng vấn đề hơn, tức là vừa co ngót vừa từ biến nó sẽ gây ra biến dạng lớn hơn nhiều so với tổng của hai cái đấy. À cái thì chưa tương tác, tức là ý hỏi tương tác giữa hai cái thì tương tác tức là cái công thức đấy, tức là quại cái công thức đấy hiện nay đang tranh cãi cái công thức đấy, vì công thức đấy là early age có thể đúng mà bởi vì cái biến dạng của bê tông nó phức tạp hơn nhiều, nó mày dọn cơm em đi thì mình đang ở cái mức độ như vậy thôi, còn hơn thì chắc chưa có chưa. Mọi người tiếp tục trao đổi đi chị ạ. Alo. 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 Thôi thế thì alo. Trong cái lúc mà mọi người đang gì đấy thì mình. Anh là chắc là 30 phút còn lại chắc là tụi em cũng muốn nhờ anh là làm điều phối cái buổi phần còn lại nha anh. Ok. Dạ, cảm ơn anh ạ. Thế mọi người có câu hỏi gì nữa không ạ? Trong cái lúc mà mọi người nghĩ nhanh câu hỏi thì mình có một vài cái chia sẻ một tí xíu thôi. Đối với cái bài cuối cùng của bạn gì nhỉ? Thực sự lại quên mất tên. Nói về cái gọi là chẩn đoán bệnh học công trình ấy. Thì bài đấy nghĩ là bài của Nghĩa. Thì mình chia sẻ một chút là như này. Là mình cũng có tham gia một cái dự án liên quan đến... để cái món gọi là mô phỏng cái ứng xử của bê tông với các cái cấp độ khác nhau từ macro level rồi đến nano level. Đấy thì cái micro level là thông thường là chúng ta cũng có, nhưng mà như cái mà mình cảm nhận được ấy thì đó là như thế này. Khi mà cái mô hình càng gọi là càng ở cái cấp độ nhỏ thì rất nhiều cái giả thiết đơn giản lại được sử dụng, giống như là ví dụ chẳng hạn như là chúng ta có gọi là trái đất và có mặt trời, mặt trăng hay các hành tinh ấy, thì các cái tinh thể nó cũng tác động một cái kiểu tương tự như vậy. Đấy thì ở cái cấp độ như thế, đúng là bạn Nghĩa cũng có nói là vẫn cần rất nhiều những cái đo đạc. Đấy, và trong đó thì các cái mô hình ấy cũng cần phải gọi là nôm na là mô hình có nhiều cái tham số kinh nghiệm, hay là tham số dựa vào cái đo đạc là nhiều. Đấy, nó không hoàn toàn được tuyệt vời. Hơn nữa là
đấy tính gọi là multi-physics, nghĩa là kết hợp giữa nhiều các cái ảnh hưởng khác nhau. Đối với tế bị ứng xử thì nó không chỉ là một bệnh hay là không chỉ là một phản ứng mà rất nhiều cái thứ khác nữa, thì không dễ dàng gì mà ngay lập tức được có thể làm được cả. Đấy, thế thì tôi còn nói về gì chẳng hạn đấy, thì mình cũng có thể chia sẻ là ít nhất là mình biết một cái một vài nhóm ở bên Nhật là người ta làm nhiều về cái gọi là nghiên cứu, thậm chí về cấp độ gọi là thí nghiệm bê tông để xem được cái tính chất co cũng như trương nở của bê tông thì người ta cũng có làm. Đấy, thì mình có gọi là bổ sung thêm một chút xíu thế thôi. Vâng, cảm ơn anh Linh, bởi vì cái này đúng là thật, nhưng mà thì em thì không đi sâu vào đây. Thì như anh vừa nói, hình như theo em hiểu lúc nãy anh vừa nói là ở cấp độ dynamic molecular simulation đúng không, tức là đúng rồi. Một phân tử đúng không, cái đấy thì tính toán phức tạp lắm. Hiện nay thì chắc là nếu mà để tính toán chỉ cần một mẫu bê tông, khối bê tông bình thường thôi thì đòi hỏi thời gian tính toán kinh khủng luôn, nó không thực tế, và thậm chí là cho kết quả ra thì nó cũng không gọi là không quá gọi là cải nó, thiện hơn lắm. Đúng rồi, nó không tốt hơn, nó không tốt hơn cái gì cả. Thế nhưng đấy. Mà cái đó ấy, cho những anh em trẻ thì lại hay, tức là nó là một cái mảng mới, đặc biệt những anh nghiên em nghiên cứu. Đúng rồi, chính đúng xác rồi. Là nó phải... là có việc để nghiên cứu. Nó đặc biệt là liên quan đến cái pha gọi pha CSS ấy, nó liên đúng quan rồi. Đến đi vào trong cái pha đấy, cái pha đấy có những cái lỗ rỗng ở cấp độ nano, nước đi vào trong tương tác là các phase của các CSS như thế nào, thì tạo ra các chuỗi rồi trong các ứng xử nào, các tính chất cơ học nào, vì sao ở trong CSS, mặt trận CSS của bê tông ấy có nơi tập trung rất nhiều vật chất, có nơi vật chất rất là thấp chẳng hạn, thì dùng cái phương pháp đấy có thể là để nghiên cứu được những hiện tượng đấy, thì đó là rất là đúng ạ. Còn về con ngót với còn hiện tượng rỉ sét ấy thì thực ra thì rất nhiều người mỗi nước mỗi cách làm tiếp cận với nhau, và thậm chí đưa ra những cái thông số, những cái phương pháp tiếp cận với nhau để đánh giá cái hiện tượng rỉ sét và cái độ tiến triển của cái quy trình rỉ sét ở trong bê tông. Đó, hiện nay ở Pháp thì hiện nay đã đưa ra một cái gọi là văn bản khuyến cáo thôi, chứ chưa thể thành tiêu chuẩn được, bởi vì hiện nay để thành chuẩn thì bao gồm với sự thống nhất của các nước khác nữa cơ. Nên vì thế hiện nay có những cái văn bản khuyến cáo nội bộ trong nước Pháp thì nó cũng chỉ ra là cái cách xử lý các vấn đề reset như thế nào đã có rồi đấy. Thậm chí là có về mặt nghiên cứu thì đã có những cái gọi là cảnh báo sớm reset. Đấy. Còn tuy nhiên về ứng dụng thì hiện nay chỉ có một số những cái tổ chức lớn máy ra mới ứng dụng thôi, bởi vì thứ nhất là nó đắt, nó tốn thời gian, với lại là nó cho cái kết quả gọi chính xác hơn một chút thôi, chứ không gọi là thay đổi quá lớn. Đúng rồi, đấy thì có nghĩa là nếu mà cho cái gọi là kỹ sư thực hành hoặc là cho cái công việc thực hành ấy, thì đó cũng là một cái tham khảo quan trọng, là có thể sau này gọi là chẩn đoán gọi là bệnh, nghĩa là nó có một giống như là cái hồ sơ, có cái phương pháp nó rõ ràng. Đấy, thế còn về cơ bản thì mình nghĩ cái quan niệm của mình là mình nghĩ là đối với chúng ta ấy, thì cứ xét thật tốt trong cái macro level đã, macro levels đã. Đấy, thì ví dụ như là hôm nay chủ đề về nứt, thì từ cái nứt bề mặt bên ngoài mình phải dự đoán được cái bên trong là nó như thế nào. Ví dụ cũng như là có mấy câu hỏi, đôi khi gọi hình như là mình cũng có liệt kê trong một vài câu hỏi ở trên trang của nhóm. Đấy là trong cái quá trình thi công thì cái bề rộng vết nứt này nó to, nó thậm chí 0.3, 0.4 gì đó mm. Trong khi là tiêu chuẩn nhiều khi là vẫn có tranh cãi như thế. Thế thì liệu vết nứt đấy nó có ảnh hưởng đến cái gọi là sức chịu tải của kết cấu hay không? Đấy, thì hôm nay mình cũng có nghe là các bạn cũng có nói rằng là cũng phải xem nó là thế nào nữa. Đúng rồi, thì vấn đề là xem nó thế nào thì đấy mới là quan trọng. Đấy, thì do thời gian nó ngắn quá nên không thể đố được các bạn nữa, nên là chỉ có thể gọi là chia sẻ là cái phán đoán của mình là như thế này. Thứ nhất là cái nứt ở trong giai đoạn thi công phần lớn ấy, ngoài cái cưỡng bức ấy thì nó có thể là tác động nghiêm trọng. Còn nếu mà nứt do con ngót ấy, thì cái đặc điểm của nứt do con ngót là như thế nào? Là cái bê tông nó co, và cái cốt thép nếu mà mình bố trí để ngăn cản cái co đó
thì cái cốt thép lúc đó là nó không phải là chịu kéo mà là chịu nén, đúng không ạ? Nên là bê tông cái lúc đó nó chịu kéo thì nó mới nứt, nó co và nó bị giữ lại bởi cốt thép. Do vậy nên là cái cốt thép lúc đó ở trong bê tông là nó chịu nén. Mà khi chịu nén thì như vậy là cái tích lũy, cái khả năng chịu lực của nó đến giới hạn chảy sau này ấy, thì là nó vẫn ổn, nghĩa là nó không bị tổn hại gì đến cái quá trình nào cả. Do vậy là cái cốt thép chịu lực ở trong bê tông khi đó là trong giai đoạn khai thác thì cũng không sao, đúng không ạ? Mọi người có hiểu ý của mình không ạ? Tức là anh bảo là thép đã chịu ứng xuất trước đúng không? Đúng rồi, có nghĩa là chỉ trừ trường hợp như là có một cái tải trọng đâu đó là cưỡng bức lớn, như là cái tải trọng cưỡng bức đấy nó giống như là một cái tác động bên ngoài và nó gây kéo ở trong cốt thép, và sau đó thì cái dưới cái tải trọng khai thác ấy, thì cốt thép lại tiếp tục bị kéo thêm, thì lúc đó cái phần mà gây kéo mà do cái quá trình thi công đó nó tạo bộc ra cái ứng suất trước ở trong cốt thép ấy, là nó bị kéo, thì cái phần còn lại khi mà thiết kế là đối với giới hạn chảy, đúng không? Thế nhưng mà giới hạn chảy ví dụ chẳng hạn 415 megapascal gì đó. Thế thì nhưng mà nếu mà do giai đoạn thi công mà nó bị hụt mất là 100 megapascal hay là 200 megapascal thì cái phần còn lại thì có khi chúng ta cần phải kiểm tra lại xem nó có đủ chịu lực nữa hay không. Các bạn hiểu ý mình không? Nhưng nếu mà chỉ do gọi là nứt do co ngót thôi thì không sợ. Tại vì lúc nứt do co ngót thì cái cốt thép thì nó lại chịu nén ở cái giai đoạn là dạ nứt đó, nên là nó không ảnh hưởng gì. Cái thực ra cái trong ngành bệnh học công trình thì nó phục vụ là cái vết nứt nhiều lúc là mọi người cứ hoảng hốt thôi, nhưng mà thực ra là nứt nó chỉ là vì sao người ta phải khống chế vết nứt, bởi vì là ngăn chặn cho sự thâm thực của những cái chất ở bên này, cái bên ngoài nó tiếp tục gây phá hủy bê tông ở bên trong, nó có thể gây reset hoặc là gây ra trường nở vật liệu vân những phản ứng hóa học trong bê tông, nó gây ra nó những nguy cơ lớn hơn nhiều đấy. Cái bản chất của nứt, khống chế nứt là vì thế. Còn cái bài toán co ngót như anh vừa nói thì nó liên quan đến cái gọi ứng suất trước tạm thời cho thép, thì cái đấy em đồng ý được là có thể, nhưng mà vấn đề ở đây vấn đề là như mọi người tranh cãi từ nãy giờ ấy, thì đều tất cả đều giả thiết là ứng suất là biến dạng do là co ngót. Nhiều lúc mình chưa chắc chắn đó là giả thiết, bởi vì mình không có bằng chứng gì cả. Mình hiểu ý của anh Linh, tức là khi mà đã xảy ra biến dạng co ngót thì nó tạo ra một cái ứng suất nén ở trong thép, thì là coi như một số cái nghiên cứu thì người ta coi đấy giống như là một cái dạng tải trọng gây ra từ biến của thép đấy, thì cũng có thể được hiểu như vậy. Không, mình đang ngồi nói là cái chuyện là liên quan đến cái liên quan đến nguyên nhân vết nứt đấy. Thì còn đôi khi mà kết cấu nó bị nứt thì cũng tốt, ví dụ trong trường hợp là thêm thép vào để cho nó nứt, chẳng hạn trong những cái vùng mà chịu moment âm hay chịu lực cắt thì ví dụ như nứt nó có thể xuất hiện nhiều, nhưng bề rộng vết nứt nó nhỏ thì nó vẫn là tốt hơn, với lại là vết nứt nó ít nhưng mà với độ mở rộng nó lớn. Đấy, thì cũng nhiều người thì có thể là nếu mà không hiểu cái vấn đề đấy thì đôi khi người ta lại cũng có những cái lo ngại, đôi khi là nứt nhiều và vết nứt nhỏ thì lại ít nguy hiểm về mặt chịu lực hơn là nứt ít mà lại độ mở rộng là lớn. Xin phép các anh một tí, đối với các bên kiểm định hay là bác sĩ về bệnh học công trình khi đưa ra một kết luận thì đúng là nó phải toàn diện và nó rất là khó, nhưng mà đối với kỹ sư thực hành xét trên lịch sử thi công, điều kiện môi trường, rồi vật liệu bên trong các thứ thì cũng phải, và cái mặt bằng kết cấu thì cũng phải tương đối nhận định được là nguy cơ vết nứt nguyên nhân như thế nào, kể cả khi xảy ra thì cũng phải tương đối đánh giá. Chứ còn nếu mình lập luận rất là dài và cuối cùng không ra kết luận gì, không có nguyên nhân gì thì cũng rất khó làm được. Nhân tiện có một bạn tên là Linh ở đây nói là em vẫn chưa hình dung ra tại sao thép lại chịu nén, thì xin phép được trao đổi với bạn Linh một tí. Tức là khi mà người ta lắp đặt thép có chiều dài là L và sau đó co ngót, thì cái co ngót đấy nó cũng làm cho cái cột như kiểu cái hình chiếu đứng vừa nãy mình làm ấy, thì nó sẽ thu vào và cái cốt thép nó cũng bị thu vào theo, nó mất chiều dài, tức là nó bị nén vào một đoạn độ giãn dài bằng cái tổng co ngót đấy.
Thì nôm na là vậy, cục bộ nó có thể trụ kéo ở đâu đó nhưng tổng là nó trụ nén. À, hy vọng là bạn hiểu được. Xin hết. Rồi, các bạn có cái câu hỏi gì không ạ? Anh Dương ơi, cho em hỏi một câu được không? Bởi vì trong cái bài giới thiệu của anh á, trên cái trụ cầu em thấy anh có đưa ra một cái ví dụ để giải quyết cái vấn đề nứt ở early ASTM, okay. cái rãnh cầu, cái rãnh đúng không anh? Cái rãnh. Cái rãnh. Em thấy cái đây rất là hay. Em không biết là còn những cái phương pháp thi công khác nào nữa không? Rất là nhiều phương pháp em, nhưng mà sau khi mà đầy đủ các phương pháp rồi thì vẫn cứ dự phòng. Vâng, cho mình cái early ASTM cracking thôi ạ. Không, thực ra thì vừa nãy trong cái slide của anh nó có nhiều cái nguyên nhân, kể cả drying shrinkage, early thermal, rồi là kể cả cái drying ở phía bên mặt nữa, thì tất cả những cái đấy nó sẽ có thể là nguyên nhân xảy ra. Thép đã được đưa vào rất là nhiều, quy trình đầm các thứ đã đảm bảo rất đầy đủ, ván khuôn chỉ được mở sau hồi đấy dự án đấy là 7 ngày mới được mở, và một mặt được mở, một mặt không được mở. Sau đó vết nứt bề rộng nó khác nhau. Tính toán thì là vậy, nhưng mà mình cũng không có bố trí hết tất tần tật, hay là nếu mình không muốn như vậy, hoặc là mình vẫn phải dự phòng, tại vì có nhiều thứ mình tính vậy nhưng mà thời tiết nó đâu có phải vậy, hay là cái ống cấp bê tông của mình chắc chắn gì đã là chuẩn như vậy, thì là mình vẫn cứ dự phòng. Và cái đấy không phải là mới đâu em, các dự án thi công tường dài các thứ người ta vẫn làm vậy thôi. Vâng, ý em là đấy là một cái phương pháp, nhưng mà ý, tức là có phương pháp nào nữa hay không ấy hả? Vâng, tức là bởi vì theo cách em hiểu ấy thì cái crack ấy thì giống như một vài bạn nói, thì ra nó cũng không phải là cái gì mà kinh khủng lắm. Mình chỉ cần, điều quan trọng là mình hiểu nó và mình biết tại sao nó lại có crack, và mình nếu mà nó không nguy hiểm thì mình chỉ tìm những cái biện pháp, đặc biệt là biện pháp thi công ấy. Thì cái công trình em đang làm hiện tại thì cái vấn đề mà early age thermal cracking ấy là được nhà thầu họ tự giải quyết, tức là họ có những cái biện pháp thi công hay kiểu gì đấy em không rõ. Thường là vậy. Mà vâng, thì cái em nhìn thấy đấy, cái ví dụ anh đưa ra là một cái ví dụ rất là hay, thì câu hỏi của em là không biết là còn cái cách nào hay ho nữa không mà những nhà thầu thi công họ thường làm. Bởi vì thật ra ở trên cái công trình em làm thì em chẳng thấy thực sự em không thấy nhiều cái ứng dụng của nhà thầu lắm. Anh Hoan ơi. Ơi. Đấy, chào Nghĩa. Và anh Hoan, cái phương pháp này thì thậm chí nó giải pháp bằng giải pháp vật liệu, tức là cho vào những cái phụ gia, nó sẽ hạn chế được cái vết nứt ở cái bê tông tuổi sớm. Như lúc nãy vừa trao đổi, một là mình gia cường bằng các polymer, hai là bằng các chất gọi là chất chống co ngót phản ứng, tức là nó ngăn nước không đi ra nhai sớm ra khỏi bê tông trong thời gian đầu. Đấy, để chống bê tông. Cái đấy chính là cái mà mình nói, vật liệu thì đã xử lý rồi và ván khuôn thì sẽ mở ra muộn nhất để tránh mất nước. Trong đổi những kết cấu cầu trụ lớn như thế chắc chắn là vật liệu là phải có những cái phụ gia rồi. Thật ra cảm ơn anh và Nghĩa. Thật ra cái em quan tâm, tức là em đồng ý là có những cái phương pháp đấy, nhưng mà tức là cái giải pháp mà của anh Dương đưa ra nó thiên nhiều về thi công hơn, tức là nhà thầu hơn là vật liệu hoặc là những cái giải pháp kết cấu. Thì em thấy những cái giải pháp đấy khá là hay, bởi vì là thì đúng rồi, mình phán đoán đầu tiên mình phán đoán nguyên nhân, mình phán đoán nứt ở đâu, sau đó thì mình cho nó nứt trước đi, sau đó mình vá lại rồi nó đẹp, vết nứt mà ổn định thôi, chẳng có vấn đề gì cả, chỉ sợ nó cứ tiến triển theo thời gian thôi, thì mình cũng phải phán đoán. Em cảm ơn anh Dương và Nghĩa chia sẻ. Em cũng chia sẻ thêm nữa là về cái phần vết nứt nứt ấy, thì bên Farm này nó có cái dự án nó gọi là Seos, là một cái dự án khá là hay. Em nghĩ là một vài anh chị em bên này cũng có nghe đến dự án đấy rồi. Thì cái dự án đấy hình như bây giờ chắc là xong rồi, nhưng mà họ có các cái thí nghiệm và rất nhiều các cái bài giới thiệu rồi bài báo về cái dự án đấy, nó khá là đầy đủ, quy tụ rất nhiều các cái chuyên gia ở bên Pháp này về bê tông. Thì anh em ngay cả cái phương pháp như là nó gọi là Zeta thì cũng được phát triển từ đấy, và được nó gọi là gì nhỉ, được
có ghi chép lại á, không biết là như nào. Thì nếu anh chị em nào có thời gian có thể đọc cái đấy. Em thì thật ra cũng không đọc hết, nhưng mà có một cái phần thì em cũng làm ở trong cái dự án đấy, thì em biết là nó rất là hay. Xin chia sẻ thêm. Dự án này là Project Nasimnan, thì nó chỉ giúp đưa ra những recommendation thôi về liên quan đến các một số hiện tượng liên quan nứt, liên quan đến co ngóp và từ biến. Đấy. Còn liên quan đến nứt đến các hiện tượng khác thì là một project khác. Ở hiện nay cái nhóm đấy thì nó có rất nhiều Project Nasimnan song song, CO chỉ là một trong những dự án đấy thôi. Đấy. Và có nứt thì rất là nhiều nguyên nhân. Và hiện như cái nhóm COS đấy thì nhóm thì tập trung vào hiện tượng co ngót và từ biến và đưa tìm ra phương pháp công thức tính toán và dự đoán tốt nhất. Còn bên cạnh ra chúng ta có dự án là PEPBOOST, tức là dự đoán là vết nứt do hiện tượng khác cơ, do phản ứng hóa học. Có một nhóm khác thì là nghiên cứu về vết nứt là do co ngót, do Diamond, một dự án của EDF với là bộ quốc phòng, thì liên quan đến cái nứt là do cái gì thép đấy. Rất nhiều cái project xong xong thế. Và tất nhiên là để hiểu được vết nứt thì phải đọc rất nhiều cái tài liệu tương tự như thế. Chứ cảm ơn. Vậy thật ra là mình cũng chỉ quan tâm đến cái khía cạnh kỹ sư thôi, thì cái dự án COS này thì nó liên quan nhiều đến vấn đề kỹ sư hơn là những cái nó quá chuyên sâu. Các anh ơi cho em hỏi xíu không ạ? Về cái vấn đề vết nứt ở cái bê tông vùng biển anh, thì hiện tại em thấy trong cái tiêu chuẩn cả Việt Nam lẫn ACI lẫn Eurocode đều giới hạn là 0.1 cho cái vùng cách biển từ 0 đến 1 km. Thì không biết là kinh nghiệm của các anh làm thì mình nên xử lý những cái trường hợp này như thế nào? Còn nếu mà mình mà tuân theo vết nứt mà 0.1 mm, nhỏ hơn 0.1 mm, thì cái kết cấu của mình nó sẽ phá vỡ cái kiến trúc của công trình rất là nhiều. Đối với những công trình ngoài biển, mình hiện nay đang làm một cái dự án liên quan đến tập đoàn BBGA, là BBGA của Anh ấy. Thì đối với những công trình đặc biệt ấy, thì nó không gọi là công trình các bộ tiêu chuẩn, nó hay nói khác, nó nằm ở cái vùng xám liên quan đến các bộ tiêu chuẩn ấy. Thì bắt buộc có những cái một cái protocol, một cái quy trình và một cái loại vật liệu đặc biệt dành cho các công trình ở ngoài khơi. Ví dụ là mình đang làm dự án cho tập đoàn BBGA ấy, thì họ phải dùng một loại bê tông đặc biệt mà nó khống chế cái độ thấm và cũng như các vết nứt để làm sao cho muối không để đi vào được, để ăn mòn thép ở trong. Vâng, anh có thể nói rõ đó hơn cái phụ gia nó cho dành cho bê tông được không ạ? Nó không phải phụ gia, nó cấp phối bê tông đặc biệt luôn. Ồ, vậy thì nếu mà làm cho cái đó, em không biết là công trình đặc biệt nào, nhưng mà ở Việt Nam hiện nay các cái dự án mà resort với lại là khách sạn mọc gần biển, nói chung là mọc rất là nhiều từ miền Bắc ra đến miền Trung, miền Nam rất là nhiều anh ạ, Phan Thiết rồi Đà Nẵng, thì nếu mà mình làm các bê tông đặc biệt như vậy thì giá thành nó sẽ đổi lên rất là khủng khiếp. Thì không biết ngoài chị, cái biện pháp dùng bê tông đó thì mình còn có cái biện pháp nào khác hơn không ạ, để mình có một cách giải thích nó phù hợp hơn? Có, tức là mình sẽ khi đối với những cái bề mặt bê tông đấy thì bắt buộc ở ngoài công trình ngoài khơi có một khuyến cáo là nên có một cái lớp bảo vệ để ngăn cho muối và độ ẩm đi vào trong lòng bê tông. Vâng. Đó chỉ là cái lớp bảo vệ cho những cái vùng mà mình tính ra là cái vết nứt nó lớn hơn 0.1, cho nên là mình sẽ bảo vệ cái vết nứt đó. Quét một cái lớp gọi lớp như kiểu là chống thấm ấy. Dạ. Như vậy thì như vậy thì mình chỉ có xử lý cục bộ tại những cái vị trí nào mà nó tiếp xúc với có khả năng tiếp xúc được với nước biển và cái hơi nó khuyến cáo là bề mặt ngoài và cũng như là các bề mặt mà có tiếp xúc với môi trường nhiều nhất, có khả năng tiếp xúc môi trường nhiều ấy, thì nên có một lớp bảo vệ chống thấm, như dạng chống thấm ấy, để ngăn cho những cái sự xâm thực của những cái ion clorua hoặc là cái phân tử muối hoặc độ ẩm đi vào. Vâng. Ngoài các cái biện pháp đó ra thì mình còn có cách giải thích nào không? Bởi vì trong giả sử như những cái khách sạn mà cỡ khoảng 20 tầng hay 30 tầng á, mà mình xử lý theo cái kiểu đó thì nó có ổn không? Thì tất nhiên giải pháp nào nó cũng có hai mặt. Thì nó được cái này thì mất cái kia chẳng hạn. Ví dụ là nó về thẩm mỹ có khi là không ấy, hoặc từ giá thành thay đổi lên. Đấy. Còn bắt buộc có thể là mình chọn cái giải pháp là cấp phối bê tông đặc nhất có thể, để cái sự thấm của
cái ion cloro đi vào nó chậm hơn so với quy định, ví dụ 50 năm thì mình nên chọn những cái bê tông cấp phối nào hạt cốt liệu càng mịn hơn đấy, thì đấy thì để cho cái độ thấm nó thấp nhất có thể, để đấy một giải pháp. Đúng à. Rồi, mình cũng thấy là cái giải pháp là sử dụng bê tông gọi là cường độ cao đi, nó cao hơn một chút đấy, thì và có thể mình tăng cái bề dày lớp bê tông bảo vệ, ví dụ như là cho cái công trình mà dạng như thế thì thông thường là theo tiêu chuẩn là cỡ khoảng 5 cm gì đó, thì mình tăng thêm 1 cm hay là như thế nào đấy, thì rồi dùng cái bê tông nó tốt hơn đấy, cường độ cao hơn đấy, thì cái tốc độ xâm thực của nó theo thời gian ấy nó chậm đi rất là nhiều đấy, thì cũng có thể làm đấy. Thế còn hình như mình để ý thấy là Khương hình như cũng đang muốn bổ sung, ví dụ liên quan đến cái vật liệu. Em không có bổ sung anh Linh ạ, em chỉ muốn thông báo mọi người là sắp đến giờ em phải ngắt cái cuộc kết nối này rồi. Ok. Cảm ơn mọi người. Cảm ơn các anh ạ. Anh Linh, khoan đã Khương ơi. Vâng, một phút nữa. Anh nói chuyện về câu hỏi số 1 của anh đi anh ơi. Câu của bạn Thọ cũng không giống hoàn toàn nhưng cũng hơi giống đấy. À ừ rồi, nghĩa là... nói nhanh một cái câu gọi là mình hỏi mình nói lại thôi cái câu hỏi ở đây cho cả nhà. Đấy là ví dụ như là ta có một cái bản sàn gọi là bằng bê tông cốt thép gì đấy và nứt ở đây là nứt ở trong trạng thái gọi là khai thác nhé. Là giả sử như là theo tiêu chuẩn quy định là có một con số đâu đó là cỡ khoảng 0,2 mm, nhưng mà nứt thì nó đạt đến là 0,3 mm hoặc là 0,3, nhiều kia là đạt đến 0,4 mm, có nghĩa là cái mà bề rộng vết nứt đo được ở bề mặt đấy của cái cấu kiện đấy thì là lớn hơn cái giá trị mà trong tiêu chuẩn, thì theo mọi người có đạt hay không. Đấy thì có rất nhiều anh em thì mình để ý là quan tâm, mình suy nghĩ là cái này là phải thế này thế khác, liên quan về quan điểm. Nhưng ý mình khi mình đưa ra cái câu hỏi như vậy là chỉ muốn nói là như này thôi. Đấy là giả sử như nếu mà bạn Ninh mở cái slide cuối cùng được thì tốt nhất. Thì mình có nghĩa là khi tính trong tiêu chuẩn hay là bất kể cái công thức mà ta tính cái bề rộng vết nứt trong tiêu chuẩn ấy, theo như mình hiểu nhé, đó là bề rộng vết nứt tại vị trí cốt thép chứ không phải bề rộng vết nứt ở trên bề mặt. Các bạn có hiểu không? Ví dụ như cái công thức gọi là WK VK đây này. Đấy là bề rộng vết nứt tại vị trí cốt thép chứ không phải bề rộng vết nứt ở trên bề mặt cấu kiện. Ví dụ như nếu mà tôi có một cái cấu kiện gọi là A có cái lớp bê tông bảo vệ là 3 cm, cấu kiện B có lớp bê tông bảo vệ là 10 cm. Thế thì khi tôi đo là đều là bằng 0,3 0,4 mm cái bê tông bảo vệ đó. Thế nhưng mà cái bên trong của nó ấy, cái bên trong tại vị trí cốt thép thì có thể là nó còn chưa, cái vết đất nó gần như là nó còn rất nhỏ. Đấy. Thế thì chúng ta cần phải hiểu, đấy là theo như tôi hiểu thôi, và tôi cẩn thận là tôi đã tìm một cái tài liệu để giải thích rằng là trong tiêu chuẩn thì thế nào. Đấy thì cái tiêu chuẩn quy định đây là bề rộng tại vị trí cốt thép. Do vậy là gì? Là chúng ta sẽ phải căn cứ vào cái mức độ, xâm thực cái mức độ gọi là cái vết nứt nó sâu bao nhiêu thì nó đến cái vị trí cốt thép đấy là cái bề rộng ở đó là nó là bao nhiêu, thì chúng ta so cái bề rộng đấy với tiêu chuẩn. Có nghĩa là gì? Nếu mà cái bề ngoài là 0,3 mm mà tiêu chuẩn quy định là 0,2 mm. Đấy. Nhưng mà nếu mà chúng ta bằng cách nào đó chúng ta tìm hiểu kỹ thì cái bên trong ấy nó còn bé hơn 0,2 thì có nghĩa là vẫn đạt. Các bạn hiểu ý mình không ạ? Tại vì tất cả cái công thức ở đây này, từ cái mô hình mà lập ra ấy, là ở đây chúng ta tính cái biến dạng, cái chênh lệch gọi là cái bề rộng vết nứt, thực chất ở đây là cái độ chênh lệch cái biến dạng trung bình giữa cốt thép và bê tông trên một cái khoảng cách vết nứt là S đây. Thì
thì ở đây là được tính ở trên cái vị trí của cốt thép đó, chứ không phải bề mặt của cấu kiện. Các bạn hiểu ý không? Các bạn có nghe được không ạ? Anh Dương, anh có nghe không ạ? Nếu anh chưa không trao đổi gì thêm, chắc em xin phép dừng. Hiểu, hiểu anh ơi. Vâng. Ok, thế rồi. Thế bây giờ vâng, tức là nó từ cái đây, từ cái bề mặt cho đến cái bề mặt của thép là nó sẽ có dạng hình chữ V hoặc hình thang. Đúng rồi. Đấy, và cái V kép ở cái bề mặt cốt thép đấy nó sẽ nhỏ hơn cái V kép ở ở bề mặt bê tông. Và cái này thì cũng có nhiều nghiên cứu, mà khi mà nghiên cứu về vết nứt do ăn mòn ấy thì người ta cũng nghiên cứu đấy. Thì cũng bên cái lĩnh vực mà nứt do ăn mòn ấy, ăn cốt thép ấy, thì cũng có nhiều bài nghiên cứu về cái này. Ok, rồi đấy thì đấy là theo yêu cầu của bạn Dương thì mình nói vắn tắt về cái câu đó như thế. Trong thực tế thì để đơn giản cho việc khảo sát rồi đơn giản cho việc tính toán, chắc người ta cũng chỉ quan tâm đến cái vết nứt ở bề mặt thôi. Từ trường hợp là đối với những cái kết cấu, ví dụ như bạn gì vừa hỏi kết cấu ăn mòn, ví dụ người ta có thể cho có cái lớp bảo vệ lên đến khoảng 70-100 gì đấy thì chắc mới xin phép hỏi anh Linh với bạn Tân, biết đâu có thể là một câu cuối. Thế thì như ở bên Dương thì làm cáp dưỡng lực căng sau có dính bám, thì cái cáp nó lại nằm trong một cái ống gen và ống gen lại được bơm vữa, thì cái nứt ở ngoài bê tông còn ý nghĩa gì đối với cáp không? Cái nứt ở ngoài bê tông, đúng rồi, cái đó thực chất là nếu mà cái ống gen đó. Em xin lỗi anh Linh với Tân có thể trả lời anh Dương cái này qua trên Facebook được không ạ? Em phải okay, xin lỗi. Mình nghĩ là một câu này thôi. Nếu nhanh được thì nói nốt ạ, bởi vì nhanh thôi, để anh Linh nói đi. Mình nghĩ là không ảnh hưởng gì cả. Nghĩa là nếu mà trong đó mình đã có cái em, tại vì cái cáp mình cũng có những cái dung dịch để bảo vệ cái cáp đó rồi. Đấy thì quan điểm của mình là không sao cả. Đúng, bọn em quan điểm thế, nhưng mà trong tiêu chuẩn Eurocode thì lại họ ghi rất rõ ràng về rộng giới hạn vết nứt. Em đang hình dung là những người soạn Eurocode hình như không quen làm về kết cấu dưỡng lực căng sau của chỉ bám. Mình hiểu, nhưng mà vì không có thời gian mình chỉ có thể nói ngắn gọn thôi. Trong tiêu chuẩn Eurocode có thể là người ta quy định để cho nó đúng cho nhiều trường hợp, trong đó có những trường hợp là căng trước và chỉ có cái cáp đó thôi chứ không có cái ống gen. Em hiểu ý không? Thế do đó là khi mà mình vận dụng thì mình sẽ phải dùng cái chứng cứ của mình để mình đảm bảo rằng là, ví dụ chẳng hạn nếu mà tôi có cái cốt thép ở đây không phải là thép bằng thực sự là thép, mà là cái cốt đó bằng cái vật liệu phi kim chẳng hạn, thì tôi cũng chả cần quan tâm gì cái việc nó có gì không, đúng không nào? Có nghĩa là chúng ta phải căn cứ vào cái thực tế nữa. Thôi bây giờ xin phép là cần phải chuyển cho bạn Khương để bạn chuẩn bị cho cái sau cũng rất là hấp dẫn. Ok, em cảm ơn anh trả lời rất hay. We'll be right back.